Mới vừa lui tới trên đỉnh núi Kim Lãnh Nhạn, chưa tới kịp lấy hơi, chỉ gặp trước mặt mấy chục cây số trung tâm bên trong, một chút nóng rực ánh sao lóe lên, ngay sau đó từng vòng biển lửa tựa như từ xa xôi chân trời từ trên trời hạ xuống, giống như hoàng hà nước trên trời tới. Hắc ngọn lửa màu vàng tựa hồ là nối liền nguyên phiến thiên địa, trong chốc lát, kinh khủng hơi ấm còn dư lại liền mấy chục cây số bên ngoài Kim Lãnh Nhạn đều có chút không gánh nổi. Da thịt bên trên, chấm ngâm nước nổi lên. Đây là cái gì thủ đoạn à? Kim Lãnh Nhạn vội vàng tiếp tục rút lui, đợi tiếp nữa, chỉ là cái này hơi ấm còn dư lại, sợ rằng cũng có thể nướng chết mình. Vậy che khuất bầu trời hắc ngọn lửa màu vàng vô tình tứ ngược, trong núi rừng hết thảy đều ở đây bốc hơi, bao gồm nồng nặc kia tới cực điểm linh khí. Vậy ngọn lửa kinh khủng, lại là liền vậy tràn ngập ở trên không khí bên trong đã hóa dịch linh khí nồng nặc, cũng miễn cưỡng bốc hơi đi. Đây chính là huấn luyện viên lực lượng sao? Kim Lãnh Nhạn trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa bí mật lá bên trong phát sinh hết thảy, gần như vậy khoảng cách thấy Diệp Thần thủ đoạn, vậy tới từ con tim thị giác rung động, không gì sánh kịp. Đây thật là người có thể sánh bằng trình độ. Xa lui tới mấy chục cây số ra ngoài Kim Lãnh Nhạn không khỏi sinh lòng xúc động, nếu như có một ngày mình có thể đạt tới loại trình độ này, thật là tốt biết bao. Lãnh Nhạn, người đang suy nghĩ gì đấy? Bên tai truyền tới một tiếng quen thuộc tiếng hỏi thăm, Kim Lãnh Nhạn dọn ra xoay người, chính là Diệp Thần. Cái này, nàng nhìn lại một tí vậy như cũ tàn phá, làm thiên địa làm biến sắc ngọn lửa, lại tiếp tục nhìn một chút vậy đứng ở trước mắt vẫy tay chào hỏi Diệp Thần, tạm thời tới giữa có chút ngạc nhiên. Thời khắc này Diệp Thần nhìn như hời hợt, thực thì trên đã hao phí không thiếu linh lực, lần này vạn đạo phần thiên, đem nguyên phiến bí mật lá bên trong linh lực đều bốc hơi liền đi, có thể gặp hắn uy năng đáng sợ. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, môi khẽ mở, nơi này cách nội thành quá mức tương cận, nếu như không nhanh chóng giải quyết, trong vòng một năm, linh khí nhất định sẽ lan tràn tới thành phố. Đến lúc đó, ắt sẽ ở trong đám người bùng nổ đại quy mô bệnh truyền nhiễm, sinh linh đổ thán. Diệp Thần nói chuyện thanh âm cũng có chút nặng nề. Linh khí này bá đạo như vậy, Kim Lãnh Nhạn có chút không rõ ràng, theo lý mà nói, linh khí vào cơ thể, đối với tu giả mà nói, là cao nhất tin vui. Mình nhưng mà thật vất vả mới ở trong người dựng dưỡng liền một chút căn nguyên linh lực. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, phụ tu người mà nói, đúng là tăng thêm không thiếu, nhưng trên trái đất người bình thường, mạch lạc không chịu nổi linh khí vào cơ thể sau linh lực xông lên soát. May mắn, hôm nay lại giải quyết một nơi căn nguyên chi địa. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này làm cho hắn nhiều ít trong lòng thăng bằng một ít, đến khi đem những thứ này tụ linh trận toàn bộ đều từng cái trừ bỏ, hẳn liền không ngại. Ừ, ta vậy thì đi điều tra, hẳn Hoa Hạ trong biên giới tụ linh trận cũng không nhiều. Kim Lãnh Nhạn vội vàng gật đầu, dẫu sao quan hệ đến tồn vong, nửa điểm khinh thường không được. Tích tích tích, ngay tại lúc này, điện thoại di động thanh âm vang lên, Kim Lãnh Nhạn nhận được như vậy thứ nhất tin tức. Cửu Long Sơn vùng lân cận lần nữa xanh biến, biến dị linh khí lần nữa ngưng tụ, rất nhiều bùng nổ thế, ám điện Lục Lăng Phong từng lĩnh mệnh điều tra, nhưng cũng không giao thiệp với chỗ sâu, thì đã bị khuyên lui. Nghe lời nói này, Diệp Thần trong lòng lộp bộp một tiếng, Cửu Long Sơn đỉnh, mình rõ ràng đã đem vậy vùng lân cận linh khí tất cả đều cũng cắn nuốt đi, liền liền trận linh, đều đã luyện hóa, đoạn vô đạo lý xuất hiện cái này cùng tình huống mới được. Đợi một chút. Nếu như nói Cửu Long Sơn lần nữa xanh biến, như vậy nơi này. Diệp Thần trong lòng có loại dự cảm xấu thoáng qua, hắn bóng người tại chỗ biến mất. Bí mật lá chỗ sâu, tụ linh trận trước. Diệp Thần ngưng thần ngắm nhìn bốn phía, hắn xác nhận, nơi này trận pháp đã bị luôn dễ trừ bỏ, không thể nào lại còn sống lại đạo lý. Chẳng lẽ là, hủy diệt lực vạn cổ, chỉ gặp Diệp Thần tay áo vung tay lên. Vậy phụ tải chấm cháy hết cỏ cây trên ngọn lửa chậm rãi tiêu tán. Hủy diệt lực dưới tác dụng, đích xác có thể đoạn tuyệt hết thảy sức sống. Hôm nay đem lực lượng này tản đi, Diệp Thần hai tròng mắt đóng chặt, để tâm cảm thụ bí mật lá bên trong phát sinh hết thảy. Mấy tức đi qua, không gặp dị thường. Hồi lâu đã qua đời, như cũ như vậy. Thẳng đến trạng vạng, tà dương tây hạ, Kim Lãnh Nhạn bóng người cũng là chậm rãi đến gần Diệp Thần. Ngồi ở một bên trên tảng đá lớn lẳng lặng nhìn chăm chú hắn hình bóng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần linh thức phát hiện cái gì? Hắn đột nhiên mở ra hai tròng mắt, quả thật như vậy. Cái gì?
Kim Lãnh Nhạn bị Diệp Thần một phen lầm bầm lầu bầu làm được choáng váng chuyển hướng, mắt gặp Diệp Thần hướng một hướng khác đi tới, nàng vậy bước nhanh đuổi theo. Nơi này sức sống, ở sống lại. Diệp Thần lời nói vừa dứt, Kim Lãnh Nhạn trước mặt một phiến nám đen tản ra ngọn lửa cháy hơi thở đất bùn dưới, từng cây một cỏ nhỏ như măng mọc sau cơn mưa vậy, dưới đất chui lên. Cái này, điều này sao có thể? Kim Lãnh Nhạn khó có thể tin nhìn một màn này, điều này thật sự là có làm trái thiên đạo lẽ thường. Tụ linh trận đã trừ bỏ, nơi này linh khí vẫn còn là sẽ lần nữa nảy sinh, chẳng lẽ nói, linh khí này biến dị không cách nào ngăn cản. Diệp Thần nhất thời cảm thấy không ổn, sự việc so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Chỉ gặp đầu ngón tay hắn bôi đen mang chớp mắt, vậy thành phiến cỏ nhỏ nhanh chóng khô héo đi, lại cũng không gặp. Hủy diệt lực lượng, có thể duy trì một đoạn thời gian, một khi ta rời đi quá xa, mất đi linh lực gia trì, cho dù là quy tắc lực, cũng không cách nào thời gian dài tồn lưu, nơi này linh khí rốt cuộc là ở dựa vào thứ gì chống đỡ. Diệp Thần tựa hồ là chộp được rơm rạ cứu mạng, mở linh thức điên cuồng quét nhìn, một lần khám xem kỹ dưới, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hôm nay Cửu Long Sơn dị biến hồi sinh, nói cách khác, lúc trước Diệp Thần làm hết thảy, chẳng qua là đang trì hoãn thời gian thôi, cũng không có đưa đến bất kỳ thực chất tính thành quả. Keng! Ngay tại Diệp Thần không có đầu mối chút nào để gặp, một hồi ánh sáng yếu ớt thoáng qua, chính là Diệp Thần lúc trước thu phục bốn đại hung thú, còn sót lại duy nhất bạch hổ nơi biến thành mặt dây chuyền. Vậy huyền vũ mặt dây chuyền, bị Diệp Thần tặng cho liền Ngụy Chi Giao, hiện ở trên người mình, chỉ còn lại có cái này bạch hổ mặt dây chuyền, thời khắc này nó, ở tán gở tín hiệu. Nó có cảm ứng, Diệp Thần sinh lòng nhất niệm, vật này không ở trên tay mình trước, chính là cung cấp Đế Thích Thiên phân thân điều khiển, mặc dù Đế Thích Thiên phân thân hôm nay bỏ mình, nhưng vật này hoặc giả là tháo ra nơi này duy nhất mấu chốt đầu mối. Là ở bên kia sao? Diệp Thần nhìn trong tay ánh sáng tiệm xu đại thịnh bạch hổ mặt dây chuyền, hắn tin chắc mình, không có đi sai phương hướng. Có thể làm Diệp Thần càng đến gần, Diệp Thần nhưng là phát hiện mình luân hồi huyết mạch đang sôi trào. Hình như là gặp cái gì hút nhau tồn tại. Kim Lãnh Nhạn cũng là theo sát Diệp Thần sau lưng, đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, ồ, nơi này có một nơi bí mật hang núi. Diệp Thần vui mừng, vừa định bước vào, hư không đột nhiên biến dạng. Diệp Thần thần sắc ngẩn ra, hoa hạ vẫn còn có người có thể tùy ý biến dạng hư không. Đây rốt cuộc là ai? Một bên Kim Lãnh Nhạn vậy hoàn toàn bối rối. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Để cho tất cả người bất ngờ phải, lại là một cái bé gái. Một cái chưa hết ngây thơ bé gái. Mà Diệp Thần thấy cái này bé gái, con người ngay tức thì phóng đại. Cái này bé gái chính là nhiều năm trước, Vân Hồ Sơn Trang cái đó bé gái. Nếu là không có cái này bé gái, ban đầu Diệp gia cũng sẽ không bị diệt môn. Nếu là không có cái này bé gái, mình cũng sẽ không rơi vào hồ đông tiền. Nếu là không có cái này bé gái, có thể mình cũng không cách nào có được luân hồi mộ địa. Đây hết thảy bố trí, đều là từ nơi này bé gái bắt đầu. Làm Diệp Thần đối với bàn cờ này càng ngày càng rõ ràng thời điểm, vậy phát hiện bé gái căn bản không phải cái gì phổ thông cô gái. Mà là một khối luân hồi huyền bi biến thành. Cũng là bàn cờ này bên trong, mấu chốt nhất một con cờ. Bé gái nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười, thật lâu không gặp. Diệp Thần, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp nhau. Từ Vân Hồ Sơn Trang sau đó, ta thật vẫn có chút nhớ nhung ngươi đây. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, nói, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, nếu ngươi là luân hồi huyền bi, có phải hay không hẳn trở lại ta trong cơ thể? Luân hồi huyết mạch không cách nào viên mãn, cái này sợ rằng là ngươi không muốn nhìn thấy sự việc đi. Bé gái trôi lơ lửng ở trong hư không? Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngai vàng. Ngồi ở trên ngai vàng, vểnh lên trước hai chân, nói, luân hồi huyền bi đều có mình sứ mạng, ai nói nhất định phải dùng để cho ngươi kích hoạt luân hồi huyết mạch. Bất quá từ ngươi khí tức trên người tới xem, rất nhiều luân hồi huyền bi cũng thăng cấp đến viên mãn, ngược lại cũng không tệ. Ngươi tựa hồ còn kém mấy khối luân hồi huyền bi. Khoan hãy nói, ta thật muốn giúp ngươi, nhưng mà đâu, ta còn có một chút chuyện phải làm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ta biết luân hồi huyền bi đều có khảo nghiệm, ta cũng không cưỡng cầu ngươi lựa chọn ta. Dưới mắt, viên đạo phong và đế thích thiên phân thân đều biến mất,
linh khí dị biến là lớn chuyện. Còn nữa, người vẫn chưa trả lời ta, người tại sao ở nơi này? Dưới mắt, mặc dù nhỏ cô gái phải làm gì còn không cách nào xác định, nhưng ít nhất là đồng minh. Bé gái duỗi người, nói, Diệp thần, người khỏe không lễ phép nha, người liền không hỏi một chút ta tên gì. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, chỉ có thể nói, người kêu gì. Ách, ta kêu Linh Nhi, bé gái nói, ta biết trong lòng người có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, hoa hạ linh khí dị biến xác thực và đế thích thiên phân thân có liên quan, nhưng chỉ là dị biến gia tốc bộ phận là đế thích thiên đưa đến. Đế thích thiên muốn tăng nhanh linh khí dị biến, từ đó để tâm ma khống chế ngươi. Cũng chỉ nói, linh khí dị biến từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Mà hắn tồn tại, thật ra thì chỉ vào một người có quan hệ. Diệp thần ngẩn ra, linh khí dị biến vẫn còn có hậu thủ. Diệp thần mới vừa muốn tiếp tục truy hỏi, một giọng nói chính là cắt đứt Diệp thần suy nghĩ. Khặc khặc, thật đúng là yên lặng một màn, cũng không nhẫn tâm quấy rầy các ngươi. Một hồi yêu dị tà tiếng cười lọt vào tai, Diệp thần đột nhiên cả kinh. Dương mắt nhìn lên, chẳng biết lúc nào, phương xa cành cây to liền bên trên, một cái màu máu đỏ quả đen trợn mắt nhìn cặp mắt nhìn bọn họ. Bất quá là phí công mà thôi, Diệp thần, ta trước vốn dự định trực tiếp xóa bỏ ngươi, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, ta cảm thấy để cho ngươi sống không bằng chết, khá hơn một chút. Linh khí dị biến, ngươi không thể ra sức. Nhìn bên người người thân bạn tốt từng cái cách người đi, mới là ta thích thấy đồ. Ha 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 ha. Trận kia cười như điên thanh âm, xuyên thấu qua màu máu quả đen miệng rát rát kêu. Ngươi là ai? Diệp thần nghiêm túc quát một tiếng, đầu ngón tay động một cái, vừa muốn ra tay, nhưng chỉ thấy được máu kia nha lại ầm một tiếng tự đi vỡ ra. Máu thịt kèm theo lông vũ bay xuống, cuối cùng một giọng nói truyền vào Diệp thần trong tai, bàn cờ này rất nhanh thì phải kết thúc. Như các ngươi không cách nào tìm được ta, liền hoàn toàn thua nha. Lại là hắn, Linh Nhi thần sắc ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, khóe miệng chỉ là nhớ lại ba chữ, sau một lúc lâu, nàng lại là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn là ai? Diệp thần vội vàng hỏi. Linh Nhi buồn bã cười một tiếng, tên này, liền đế thích thiên phân thân cũng không làm gì được hắn, ta tuy là luân hồi huyền bi, nào đó phương diện cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải là chiến đấu mà sống, trước và hắn đối chiến, bị thương. Lúc này Diệp thần mới chú ý tới, Linh Nhi bóng người đã có chút phù phiếm, giống như là một hồi gió thổi qua, liền muốn tiêu tán vậy. Ngươi trước không phải là muốn hỏi tên kia không? Ta có thể nói cho ngươi. Linh Nhi đây là chủ động mở miệng nói. Lúc trước ta cùng hắn từng có đánh một trận, trận chiến ấy, ta bị đế thích thiên phân thân cùng tên kia liên thủ đánh trọng thương. Nhưng ta cũng thành công ngăn cản bọn họ kế hoạch, người đánh chết đế thích thiên, có ta một nửa công lao. Linh Nhi tựa hồ ở giành công, đắc y nói. Mới vừa vậy xuất khẩu cuồng ngôn người thần bí, cũng không phải là cái đơn giản người, là tới từ vực ngoại ma vật, âm ma thiên thạch. Vực ngoại, là một khối đá, Diệp thần hỏi. Người chớ coi thường khối đá này, nó nhưng mà tà tu mơ tưởng để cầu vật. Hoa hạ linh khí dị biến và âm ma thiên thạch bên trong tản ra cực mạnh âm sát khí và ma khí tức tương quan, bởi vì mà thay đổi địa mạch và linh khí, trận này linh, sợ rằng chỉ là biện pháp che mắt thôi, cùng phát hiện, vậy là lúc đã chậm. Linh Nhi giải thích, một bên Diệp thần nghe lời nói này, sắc mặt âm trầm, cái này âm ma thiên thạch, ban đầu liền bày mình một đạo. Diệt trừ cái này ngày âm u ma thạch, có được hay không? Diệp thần bỗng nhiên hỏi. Linh Nhi nhờ tai suy nghĩ một chút, trên lý thuyết là có thể được, nhưng cụ thể như thế nào, liền không biết được. Như thế nào mới có thể tìm được âm ma thiên thạch? Linh thức bao trùm tìm có thể không? Đây là giờ phút này Diệp thần để ý nhất vấn đề, chỉ có tìm được tên này, hết thảy các thứ này mới có vãn hồi chỗ trống. Nào có như thế đơn giản, âm ma thiên thạch và ta như nhau đã có linh trí, đi hậu thế lúc đó, cũng không ai biết nó ngày mai sẽ lấy dạng gì diện mạo xuất hiện. Coi như ngươi linh thức bao trùm toàn bộ trái đất, vậy không nhất định có thể cảm giác được. Linh Nhi cũng là hai quầy thứ nhất, biểu thị khó giải quyết. Diệp thần cũng là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Bất quá, ta trên tay ngược lại là có một vật. Linh Nhi từ vậy loãng quần dài màu lam trong túi, móc ra một miếng nhỏ màu đen loang lổ trạng đá. Nhìn Diệp thần ánh mắt hoài nghi, Linh Nhi mở miệng giải thích, đây cũng không phải là thông thường đá, trận chiến ấy. Duy nhất từ âm ma thiên thạch trên mình đoạt được vật kiện,
ta đã tương kỳ luyện hóa, chỉ cần nó xuất hiện ở vùng lân cận, cái này đá sẽ có cảm ứng. Linh Nhi cười một tiếng, tự tin nói. Diệp Thần nghe vậy, đầu tiên là tròng mắt sáng lên, sau đó lại là khẽ gật đầu một cái, dựa hết vào cái này một khối đá, còn chưa đủ để kiểm chứng, thế giới vô biên, muốn tràn đầy không mục đích tìm một người, nói dễ vậy sao? Hơn nữa còn là một cái giỏi về ngụy trang người. Ngươi ở vực ngoại lăn lộn lâu như vậy, trận pháp luyện đan một đạo hẳn không kém chứ. Linh Nhi một cách tinh quái giảo hoạt cười một tiếng, tựa hồ là đối với Diệp Thần rất liền hiểu rõ. Ngươi tựa hồ giúp ta. Diệp Thần nhìn thẳng Linh Nhi, cái này bé gái nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong có chút né tránh, nhưng gian lại có mấy phần gần gũi ý. Ta có thể dạy ngươi một bộ phương pháp, đá này lên hơi thở có thể luyện hóa, phân cho những người khác, như vậy tìm kiếm tỷ lệ vậy lớn hơn một ít. Linh Nhi trong mắt chớp mắt chớp mắt, nhẹ giọng nói. Để tâm, ta truyền cho ngươi chú pháp. Linh Nhi hiển nhiên chẳng muốn trong vấn đề này cùng Diệp Thần quấn quýt, vội vàng nói sang chuyện khác. Một hồi u ám không lưu loát chú in ở Diệp Thần trong lòng thổi qua, tĩnh tâm ngưng thần, tiêu hóa chú ấn. Diệp Thần nghe vậy, nhưng không được cái khác, vội vàng ngồi xếp bằng. Tập trung cảm thụ cái này cổ bóng tối hơi thở, giữ ta truyền cho ngươi chú ấn đi phục khắc. Linh Nhi thanh âm vang lên lần nữa, Diệp Thần đầu óc bên trong một chùm chuỗi chú ấn thổi qua. Một tiếng nổ vang sau đó, Diệp Thần than thầm một tiếng, thất bại. Lần đầu tiên có thể làm được loại trình độ này, đã không tệ, chăm chỉ luyện tập là được rồi. Linh Nhi lên tiếng an ủi. Đem thu nhỏ lại, làm thành mặt dây truyền phát cho ám điện và long hồn thành viên. Diệp Thần trong lòng đã có mình ý tưởng, còn như thời gian kế tiếp. Như thế nào thuần thục nắm giữ cái này chú ấn, được tìm một chỗ an tĩnh bế quan. Kim Lãnh Nhạn, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, ngươi theo dõi một tí, xem có hay không cái này âm ma thiên thạch tin tức. Diệp Thần mặc dù đối với này không báo kỳ vọng, nhưng sự việc tóm lại vẫn phải làm. Được, Kim Lãnh Nhạn nhẹ khẽ gật đầu, xoay người biến mất dưới ánh trăng bên trong. Diệp Thần cầm lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị tắt máy. Bế quan cần phải hoàn toàn yên lặng, mới vừa cầm ra tay, điện thoại di động truyền tới tích 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 thanh âm. Sốt cuộc đả thông, Diệp Thần, ta là Trịnh Niệm Lôi, gần đây có thì giờ rảnh không? Đầu kia truyền tới kinh ngạc vui mừng thanh âm. Trịnh Niệm Lôi, thế nào, có chuyện gì không? Diệp Thần cách trước điện thoại, nhẹ giọng nói. Bên đầu điện thoại kia vẫn như cũ là Trịnh Niệm Lôi ngạc nhiên mừng rỡ lại thanh âm ôn nhu, là như vậy, mọi người tổ chức một lần tụ họp. Cho nên gần đây cũng đang liên lạc bạn học cũ, một khối ngồi một chút tán gẫu một chút, liên lạc một chút cảm tình. Ngươi có rảnh không, Diệp Thần, Trịnh Niệm Lôi mong đợi giọng hỏi nói. Diệp Thần điện thoại di động đầu kia không có trả lời, qua hồi lâu, hắn trầm giọng nói, trước không đi, gần đây trên đầu có rất nhiều sự việc xử lý, có chút phân thân hết cách, lần sau đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần vẫn là cự tuyệt. Âm ma thiên thạch hiện tại thành Diệp Thần trong lòng một tảng đá lớn, không giải quyết, thật sự là ăn ngủ không yên. À, điện thoại di động đầu kia hơi có vẻ thất lạc thanh âm truyền tới, Diệp Thần đành phải nhắm mắt nói, chân thực xin lỗi à, người biết, ta chuyện bên này, đẩy thoát không ra. Trịnh Niệm Lôi mặc dù không biết Diệp Thần thân phận cụ thể, nhưng từ trước khi trải qua cùng qua lại tới xem, hắn hiển nhiên là có chính thức bối cảnh, nhất định là có chuyện trọng yếu cần hắn xử lý. Được. Vậy ngươi làm việc trước, chúng ta tùy thời liên lạc. Trịnh Niệm Lôi nhẹ giọng nói. Cúp điện thoại di động, Diệp Thần vươn vai một cái, ánh mắt lần nữa đổi được kiên định, hiện tại bắt đầu bế quan. Linh Nhi truyền thụ cho mình chú ấn, phải mau sớm nắm giữ. Diệp Thần, chú ấn đã cũng dạy cho ngươi, ta có một số việc phải xử lý, đúng rồi, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi cũng phải trả tình, nếu như có bồi bổ linh hồn thuốc, nhớ giúp ta lưu ý một tí. Linh Nhi thanh âm non nớt vang vọng ở Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần vừa định trả lời, hư không lần nữa biến dạng. Vậy ngai vàng và Linh Nhi chính là hoàn toàn biến mất ở thế gian. Diệp Thần có chút khiếp sợ, như vậy nắm trong tay không gian thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Linh Nhi thành tựu luân hồi huyền bi, vậy không thuộc về hoa hạ sản vật, vì sao có thể như vậy tùy mình muốn. Vẫn là nói. Đây cũng là khối này luân hồi huyền bi thuộc tính. Diệp Thần ngồi xếp bằng, cảm ngộ Linh Nhi giao cho mình phù chiếu chú ấn. Diệp Thần tu luyện tới hôm nay, thiên phú kinh người, lại là có luân hồi huyết mạch,
chiếu lý mà nói học cái gì cũng mau. Nhưng Linh Nhi dạy cho mình đồ, cực kỳ tối tăm, càng giống như là thái thượng thế giới sản vật. Như vậy đủ để thuyết minh luân hồi huyền bi cùng với luân hồi huyết mạch lai lịch kinh người. Cái này chú ấn, cũng không phải là rất khó, nhưng là mỗi một khoản phác họa, đều cần thần hồn 100% chuyên chú mới có thể. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, lần nữa nín thở, ngồi xếp bằng. Cái này u ám không lưu loát ký hiệu. Một tiếng nổ vang truyền ra. Lại thất bại. Lại tới, Lại tới. Một ngày sau, rừng rậm chỗ sâu một nơi trong hang động, một người quần áo lam lũ, bụi văng đầy người bóng người thật nhanh chui ra. Hắn trước mắt mong đợi, giơ tay phải lên trên nho nhỏ đá lịch, ở dưới ánh mặt trời tả hữu quan sát. Ở đó mặt trời nóng rực chiếu dưới, một chút máu đỏ ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Một ngày, rốt cục thì thành công. Kích động bóng người chính là Diệp Thần, thời khắc này hắn nhìn trong tay phục khắc hòn đá nhỏ, khô đét trắng bệch khóe miệng nhưng là hoa dậy lau một cái độ cong. Đích xác là cổ khí tức kia, cái này chú ấn, hẳn có thể phục khắc hết thảy có khéo léo vật kiện mà. Diệp Thần ánh mắt bên trong thoáng qua một chút lượng sắc, nhưng trong thoáng qua, hắn lại buông tha. Phục khắc như thế một khối dính hơi thở đá, đều đã cầm mình dày vò được quá sức. Bất quá, hơn phục khắc một lần, mình đối hắn nắm giữ thì càng thêm thuần thục, tốc độ vậy càng ngày sẽ càng mau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, luyện thêm hóa một ít ra, phân cho ám điện cùng long hồn đám người, vậy âm ma thiên thạch định chắp cánh khó khăn bay. Diệp Thần mới vừa dự định tiếp tục luyện chế, ngay tại lúc này, Diệp Thần trong túi quần áo điện thoại di động đó thanh âm vang lên. Diệp Thần nhướng mày một cái, có một loại cảm giác không thoải mái lắm xông lên đầu. Có âm ma thiên thạch tin tức, Diệp Thần mới vừa tiếp thông, lập tức hỏi. Điện thoại di động đầu kia truyền tới Kim Lãnh Nhạn thanh âm, không có, bất quá gần đây, Ngụy gia có chút tình huống. Ngụy gia, Diệp Thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, là Ngụy gia xảy ra chuyện. Không sai, Ngụy gia vùng lân cận, gần đây thường xuyên có một cổ lực lượng vô danh tồn tại. Nhưng lại cũng không có làm ra bất kỳ cử động dị thường, đây cũng chính là chúng ta hoài nghi điểm, có thể Ngụy gia cùng hắn, có chút lui tới. Kim Lãnh Nhạn phân tích nói. Không nên à, Diệp Thần ánh mắt híp một cái này Ngụy gia, bất quá là thế tục giới một cái tài phiệt thế gia thôi, chứ có chút tiền, những thứ khác cơ mật trọng yếu, tuyệt sẽ không liên quan đến mới được. Nếu không lần đó ở trên trời được số trên du thuyền, hắn Ngụy Hùng vậy chưa đến nỗi cầm mình bó tay. Đi tìm cầu cổ võ thế lực trợ giúp. Nếu nói là Ngụy gia cùng Hoa Hạ linh khí dị biến thậm chí là ngày âm u ma thạch liên hệ quan hệ, Diệp Thần nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Ta đi Ngụy gia xem. Diệp Thần cúp điện thoại, nhìn trong tay vậy tầm thường sâu màu đen hòn đá, rơi vào trầm tư. Hy vọng không phải ngươi. Hắn cầm vậy hòn đá nhỏ cất vào túi, thần sắc ngưng trọng. Cùng lúc đó, một nơi biệt thự bên trong. Thế nào, Lôi Lôi, xem ngươi mất hồn mất vía. Trịnh Niệm Lôi biệt thự bên trong, ngồi ở ghế salon một bên cô gái, hướng về phía đang ngẩn người Trịnh Niệm Lôi một hồi hỏi. Ngươi còn đứng đó làm gì? Cô gái gặp Trịnh Niệm Lôi không có phản ứng, ở nàng trước mắt phất phất tay, nghĩ gì vậy? Đều không phản ứng ta. Nói chuyện chính là cùng Trịnh Niệm Lôi cùng với Diệp Thần các người nhất giới bạn học. Ban đầu Diệp gia cũng coi là nhà giàu có. Hơn nữa không có sa sút, đi học giáo tự nhiên cũng là trường học quý tộc. Tất cả một lần kia trong bạn học, phần lớn lẫn vào cũng không tệ lắm. À, ta đang suy nghĩ tối nay bạn học tụ hội sự việc. Trịnh Niệm Lôi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói. Không phải ngươi khuyến khích cục sao? Thế nào thấy ngươi cái này chủ ngược lại là buồn buồn dáng vẻ không vui? Tên kia kêu Lâm Tuyết cô gái con ngươi một đi một vòng, hỏi. Trịnh Niệm Lôi lắc đầu một cái, nói, không có à, chính là mọi người đã lâu không gặp, cũng không biết đều biến thành hình dáng ra sao. Cát, còn ở đây mà cho ta trang, không phải là người ta Diệp Thần chưa cho ngươi mặt mũi tới đây mà, còn như không, khắp thiên hạ người trai hiền nhiều đi, nếu không phải là ở một cây nghiêng cái cổ trên cây treo cổ. Huống chi ta nếu như nhớ không lầm, Ninh Ba Diệp gia thật nhiều năm trước liền không có ở đây. Nghe nói Vân Hồ Sơn Trang xảy ra một đại sự. Vốn là lấy là Diệp Thần chết, không nghĩ tới, lại còn sống, ta xem người bộ dáng này, là thích trên người này. Lâm Tuyết nhìn Trịnh Niệm Lôi, trêu ghẹo nói.
Vừa nghe đến Diệp Thần, Trịnh Niệm Lôi mặt bá một tí, hồng thấu nửa bên, mới không phải đâu. Sau đó, nàng làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Lâm Tuyết Yêu kiều cười một tiếng, vểnh lên trước trắng lòa hai chân, hỏi ngược lại nói. Ta, Trịnh Niệm Lôi trong chốc lát không nói ra lời. Một bên Lâm Tuyết không khỏi tức cười, tốt lắm, không chọc cười ngươi, bất quá như đã nói qua, cái này Diệp Thần, hiện tại rốt cuộc là thân phận gì? Nghe ngươi nói, thật giống như có chính thức bối cảnh. Hắn mới như thế trẻ tuổi, chặt. Lâm Tuyết đối với Diệp Thần thân phận, vậy là tò mò chặt, hiển nhiên, Trịnh Niệm Lôi đem hôm đó Cửu Long Sơn tất cả trải qua đi cũng nói cho Lâm Tuyết nghe. Trịnh Niệm Lôi nghe vậy, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tính toán một chút, dù sao người ta lại không đến, chúng ta ở bát quái này gì chứ? Đúng rồi, người tối nay đặt khách sạn ở đâu? Lâm Tuyết hỏi. Đông Lan. Lâm Tuyết chỉ nghe được trước mặt hai chữ, cũng đã là tròng mắt sáng lên, người nói gì sao? Đông Lan khách sạn lớn. Ngụy Thị tập đoàn tài chính nhà kia siêu hào hoa 5 sao khách sạn. Ừ, Trịnh Niệm Lôi nhẹ khẽ gật đầu. Lâm Tuyết táp đi môi, hưng phấn nói cô cưng của ta, chỗ đó nhưng mà người bình thường liền vào cũng không vào được, nghe nói làm ăn khá rất, lui tới đều là nhân vật nổi tiếng quý tộc, chỗ ngồi cũng phải là đặt trước, không chút thực lực, liền phục vụ viên đều sẽ không phản ứng ngươi. Lại là Đông Lan, ngươi vậy thật lợi hại đi. Lâm Tuyết trước mắt sáng lên, tối nay, bỏ mặc ăn có ngon hay không, cái gì quý ta chút gì. Ăn nghèo ngươi. Dương nanh múa vuốt Lâm Tuyết dẫn được buồn buồn không vui Trịnh Niệm Lôi ngược lại là cười ra tiếng. Hi hi, người có nghe nói hay không, vốn là cái này Ngụy gia thì phải chơi xong, cũng không biết vì sao, bỗng nhiên dựa trên chỗ dựa vững chắc, lập tức nước lên thuyền lên. Nghe đều là vậy Ngụy gia tam tiểu thư công lao, hiện tại nàng nhưng mà Ngụy gia làm người tâm phúc vật, bởi vì Ngụy gia không đàn ông, nếu ai có thể đuổi kịp vậy tam tiểu thư, Ngụy thị tập đoàn tài sản. Còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên à, gần đây cái này khách sạn Đông Lan, lui tới thanh niên tài tuấn, nườm nượp không ngừng. Cũng là vì thấy vậy Ngụy gia tam tiểu thư hình dáng, nghe còn là một đại mỹ nhân đâu. Lâm Tuyết cũng không biết nơi nào nghe được bát quái, ở nơi này cho Trịnh Niệm Lôi nói nồng nhiệt. Cho nên đâu, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Trịnh Niệm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, thật dài lông mi mau trong nháy mắt. Khá là linh động. Có soái ca à, tìm muội ta nhưng mà mẫu thai độc thân, nói không chừng tối nay là có thể tìm một lang quân như ý. Lâm Tuyết khóe miệng hoa dậy vẻ mỉm cười, ngươi liền nhớ tốt nhà các ngươi Diệp Thần là được, không cho phép cùng ta cướp những người đàn ông khác. Lâm Tuyết trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Niệm Lôi, tuy nói ta đối với mình giá trị nhan sắc khá có tự tin, nhưng ngươi dẫu sao thời đại học chính là hoa khôi trường học, cạnh tranh, vẫn là có áp lực. Dứt lời. Lâm Tuyết cúi đầu nhìn xem ngực mình, lại nhìn xem Trịnh Niệm Lôi. Ngươi nha, mỗi ngày đầu hạt dưa không cái tránh hình. Trịnh Niệm Lôi tức giận nói. Cái này Lâm Tuyết, thật đúng là nàng vui vẻ quả. Đừng làm rộn, đi nhanh liên lạc cái khác bạn học. Trịnh Niệm Lôi chân thực chẳng muốn cùng Lâm Tuyết ở người đàn ông cái đề tài này trên lại dính dấp. Hoa Hạ, Long Hồn bên trong căn cứ. Giáo quan, người tựa hồ có tâm sự. Kim Lãnh Nhạn một bộ băng bó mặt mày vui vẻ dáng vẻ, nhìn Diệp Thần. Đi giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo, ta được đi xem Ngụy gia. Diệp Thần không có tiếp lời, ngược lại là phân phó Kim Lãnh Nhạn, sau đó, từ quần áo trong túi móc ra một miếng nhỏ đá vụn, ném cho Kim Lãnh Nhạn. Đây là cái đồ gì? Nàng một cái nhận lấy, cẩn thận dòm. Diệp Thần tức giận nói, ta cái bộ dáng này, cũng là vì nó. Ngươi mang trên người đi. Nếu như đồ chơi này có phản ứng dị thường, nhất định phải chú ý, sau đó thời gian đầu tiên liên lạc ta. Diệp Thần con người đông lại một cái, trầm giọng nói. Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, hôm đó bé gái Linh Nhi đối với Diệp Thần nói sự việc, nàng vậy nhiều thiếu nghe được một chút. Đi nhanh chuẩn bị đi, Diệp Thần dặn dò. Đồ thể thao, tây trang, Kim Lãnh Nhạn nhiều hứng thú nhìn trước mắt Diệp Thần. Người con bé này, dám cầm ta trêu đùa. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, Kim Lãnh Nhạn cảm thấy việc lớn không ổn, làm bộ liền muốn thối lui, nhưng nàng nơi nào có thể so với Diệp Thần tốc độ. À, từng tiếng kiều kêu truyền tới, bên ngoài trực cảnh vệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cúi đầu.
Không nghi ngờ chút nào Kim Lãnh Nhạn đối mặt, chính là cùng lần trước Lục Lăng Phong vậy cảnh ngộ. Thời khắc này Kim Lãnh Nhạn, linh lực trong cơ thể đang hiện lên. Một sau một nén nhang. Như thế nào, coi như là cho người báo đáp đi. Kim Lãnh Nhạn nhìn tây trang dày ra Diệp Thần, cười nhạt. Tạm được đi, cái này xuyên ra đi, sẽ hay không quá làm người khác chú ý. Diệp Thần hướng về phía trong kiếng mình cẩn thận quan sát, vẫn là rất không quen. Những thứ này ở các thân sĩ tủ quần áo bên trong, cũng đều là lại phổ không qua lọt, tây trang là đi thông ưu nhã đường phải đi qua, là đàn ông mốt nền tảng, người cả ngày mặc vậy mấy bộ quần áo, chân thực không tốt xem, nếu không phải ngươi vóc người và khí chất tốt, sợ rằng ta cũng muốn than khổ. Kim Lãnh Nhạn ở đó giải thích. Đi ngụy ra, thế nào vậy được khéo léo một ít? Sao, nó dùng nước pháp cao cấp mặt liệu, cái loại này mặt liệu do siêu nhẹ carbon nanometer quản sợi chế thành. Kinh đặc thù xử lý, có thể đối với trong thế giới tự nhiên sinh ra bụi bặm và nước đọng đưa đến chống bụi chống nước tác dụng. Kim Lãnh Nhạn đánh giá Diệp Thần, giải thích. Ta không dự định lộ mặt, chỉ bất quá âm thầm xem. Diệp Thần vẫn là cảm giác tây trang dày ra dáng vẻ, để cho hắn rất không quen. Được chưa, cho ngươi chuẩn bị cái nghề này đầu ta cũng là có dụng ý, Ngụy Chi Giao hiện tại nhưng mà Ngụy gia người tâm phúc, khách sạn Đông Lan đều là nàng đang xử lý. Ngươi không đổi điểm trang phục và đạo cụ, sợ rằng cửa cũng không để cho vào. Kim Lãnh Nhạn tức giận nói. Còn có thuyết pháp này. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi thôi, đi xem. Cùng lúc đó, khách sạn Đông Lan CEO bên trong phòng làm việc. Ngô Gia Gia, những thứ này trong chương mục sự việc, ngươi nhìn làm là được. Một bộ loãng quần dài màu tím, tóc khoác ở sau ót Ngụy Chi Giao hướng về phía sau lưng cụ già mở miệng nói. Đoạn thời gian này, cực khổ, Ngô Gia Gia. Sau một lúc lâu, Ngụy Chi Giao dẫn đầu mở miệng trước, lời nói bên trong lạnh như băng vẻ giải tán không thiếu. Những thứ này xã giao quá phiền. Cụ già khẽ cười lắc đầu một cái, tiểu thư, mọi người có thể cùng Diệp Tiên Sinh sánh vai người, tuyệt không hai người. Ngụy Chi Giao nghe vậy, trong mắt bên trong trải qua thần sắc thất vọng, nàng vậy nhìn ra ngoài cửa sổ hình bóng xoay người lại, nhìn cụ già ngô ngôn, trắng như tuyết cổ tới giữa. Một cái tơ vàng tuyến chuỗi treo huyền vũ mặt dây chuyền an tĩnh nằm sấp. Hắn nói qua sẽ đến xem ta. Giờ khắc này Ngụy Chi Giao, trong lời nói để lộ ra khẳng định, nàng ánh mắt nhìn thẳng ngô ngôn, kiên định lại ôn nhu. Cụ già nghe vậy, không nói. Nhưng hắn ánh mắt cũng là vào giờ khắc này, nhìn về tiểu thư nhà mình, tang thương con mắt bên trong tách thả ra lau một cái lưu quang, nhưng là không nhìn ra trước mặt cái này còng lưng thân thể cụ già, ý nghĩ trong lòng. Lời nói đã rơi, bên trong phòng làm việc yên tĩnh không tiếng động. Diệp Thần xuất hiện, thỏa mãn một cái thiếu nữ mới biết yêu đối với tình yêu hết thảy hướng tới, hắn giống như là vậy trong phim ảnh nhân vật chính, hoàn mỹ không tì vết. Đối với con bé này đánh vào có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Dẫu sao Diệp Thần phong tư, có 102 thiên hạ. Nhưng là ở Diệp Thần trong thế giới, Ngụy Chi Giao vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh ở giữa một khách qua đường thôi. Nói dễ nghe đi nửa điểm, cũng bất quá là bằng hữu mà thôi, hắn chung quy là không thuộc về một giới này. Tình không biết vì sao dậy, hai tướng làm khó. Nhìn thấu dứt khoát không bằng nói ra, ngô ngôn yên lặng hồi lâu, than nhẹ một tiếng, hắn không phải người bình thường. Và ngươi chênh lệch, như phàm người và thần minh. Cái này thở dài, điểm là Ngụy Chi Giao. Đáng chờ đợi. Diệp Tiên Sinh há sẽ cùng một cái người phàm. Ngụy Chi Giao tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sẽ làm hại mình thủ tiết cả đời. Ta, Ngụy Chi Giao trong chốc lát cũng không biết nên làm sao trả lời, trong lời nói do dự bất quyết, du du thì thầm. Thôi, đàn bà các ngươi ý tưởng, ta cũng không liền hỏi nhiều. Ngô ngôn khẽ cười một tiếng, dù sao đối với Diệp Thần, hắn là cung kính vạn phần. Như vậy nam tử, đổi lại là bất kỳ một tên cô gái trẻ tuổi mà, cũng sẽ chân thành, không một ngoại lệ. Bên ngoài còn có chút làm ăn muốn xử lý. Nếu như mệt nhọc nói, tối nay những cái kia xã giao, ta cũng giúp ngươi đẩy xuống, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngô ngôn chỉ là lưu liền một câu nói, còng lưng hình bóng rời đi. Cảm ơn Ngô Gia Gia, Ngụy Chi Giao cười ngọt ngào một tiếng, lần nữa quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là vừa mới lên đèn, ăn chơi trác táng thời điểm. Đông Lan khách sạn lớn. Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Phục vụ viên đi thẳng qua. Sáu người chật trội bên trong đại sảnh, nhưng lại yên lặng không giống.
Ta tùy tiện xem, không cùng người hẹn trước. Tên kia anh Tuấn lại thần sắc lãnh đạm nam tử nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng vẫn như cũ là ngắm nhìn bốn phía, mấy tức sau đó, hướng về phía trần nhà ngẩn người nói. Người tới chính là Diệp Thần, thời khắc này hắn đang dùng thần thức quét tính Ngụy Chi Giao vị trí, nguyên nhân không phải hắn, tại mới vừa đặt chân khách sạn Đông Lan một khắc kia, Linh Nhi đưa hắn khối kia theo dõi âm ma thiên thạch nguyên thạch phát ra ánh sáng yếu ớt. Diệp Thần rất rõ ràng điều này đại biểu tình huống gì, rất có thể gặp nguy hiểm. Âm ma thiên thạch đang ở phụ cận, hoặc là nói, nơi này có hắn còn sót lại yếu ớt hơi thở. Hắn muốn bảo đảm Ngụy Chi Giao cùng với tại chỗ toàn bộ người an nguy, hơn nữa tận lực không để cho đối phương phát hiện. Tiên sinh, chúng ta nơi này không có hẹn trước là không thể tiến vào. Phục vụ viên mắt gặp mặt trước lãnh đạm chàng trai kỳ quái cử chỉ, trên dưới quan sát hắn một phen, vẫn như cũ là cười lên tiếng. Sở dĩ cười, là bởi vì là Diệp Thần trên mình vậy giá trị không rẻ bản hạn chế Tây Trang, tới đây người không giàu thì sang, phàm là không chút thực lực, sẽ bị mời đi ra ngoài. Ta cùng các người Ngụy gia tiểu thư ước chừng, làm phiền thông báo một tiếng. Diệp Thần chỉ có thể cười đáp lại. Phục vụ viên cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì mỗi ngày tới đây theo đuổi Ngụy Chi Giao thanh niên tài tuấn nhiều đi, cái này Diệp Thần, bất quá là có một bộ tốt cái xác thôi. Tiên sinh, chân thực ngại quá, hôm nay tiểu thư thân thể ôm bệnh, đã không lại mặt khách, nếu như không có cái khác hẹn trước, ngài có thể rời đi. Vẫn như cũ là mặt mỉm cười, phục vụ viên kia đúng mực nhưng là hạ lệnh trục khách. Tại chỗ có mấy người mắt gặp Diệp Thần bên này, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Xem ra thật đúng là tin đồn bên trong dáng vẻ. Cái này Đông Lan khách sạn lớn, thế lực sau lưng lớn kinh người, một chút cũng không sợ gây chuyện, liền một người phục vụ viên, cũng dám như vậy điệu bộ, nếu không phải sau lưng có người chỗ dựa, vậy đoạn không dám như vậy đãi khách. Điều này cũng không có thể trách người ta, dẫu sao Ngụy gia tiểu thư nhưng mà rất nhiều người theo đuổi nữ thần, nếu là không chút thực lực, cũng không cần tới mất mặt, người ta phục vụ viên này cũng là cho đủ mặt mũi. Diệp Thần có chút không biết làm sao, người ta cũng không làm cái gì thất lễ hành vi cử chỉ, tối đa chính là ngươi theo đuổi nhà ta tiểu thư không gặp ngươi thôi. Tình huống gì? Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tỉnh rụi rời đi để gặp, đám người bên trong vang lên một tiếng tang thương tiếng hỏi thăm, loại tình huống này tùy thời có phát sinh, nhưng bị lão nhân gia ông ta gặp phải vẫn là lần đầu, đám người thẳng tránh ra một cái lối đi, cả người đồ bông cụ già khoản bước tới. Diệp tiên sinh. Cụ già vừa thấy là Diệp Thần, kích động có chút không biết làm sao, vội vàng bước nhanh chạy về phía trước, làm bộ liền muốn khom người. Thật đúng là tà môn, mình mới vừa vẫn cùng tiểu thư đàm luận Diệp Thần, cái này bổn tôn liền giá lâm, tiểu thư biết, không hiểu được có thể lái được tim thành dạng gì. Ngô bá, quấy dày. Diệp Thần khẽ mỉm cười liền đi theo Ngô Ngôn chào hỏi, nhưng cụ già hành động này nhưng là ngay tức thì đốt một đám khách xem. Diệp Thần nhún vai. Tỏ ý nơi đây không phải chỗ nói chuyện, cụ già gật đầu, dẫn Diệp Thần hướng trên lầu khu khách quý đi tới. Khách sạn Đông Lan quản sự lại có thể đối với người đàn ông này cung kính như thế, hắn. Là nhà nào công tử? Đám người bên trong, bảo sao hay vậy? Cách đó không xa, Lâm Tuyết hướng về phía Trịnh Niệm Lôi nói, bên kia quá náo nhiệt, chúng ta đi xem. Trịnh Niệm Lôi nhưng là liếc Lâm Tuyết một mắt, cái gì bát quái ngươi cũng muốn góp. Nhanh lên một chút đi, chúng ta là chủ nhà, đi trước điểm món, sau đó các người tới. Không nói lời gì kéo Lâm Tuyết đi khách sạn Đông Lan phòng riêng. Hình ảnh quay về. Diệp tiên sinh, tiểu thư ở phòng làm việc, ngài tự đi vào là được, ta không quấy rầy. Ngô Ngôn cười ha hả dẫn Diệp Thần đến Ngụy Chi Giao trước căn phòng, sau đó xoay người rời đi. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Mời vào. Ngay sau đó là một hồi thiên lại bàn giọng đáp. Diệp Thần đẩy cửa thẳng mà vào, hắn vốn là muốn âm thầm điều tra một tí, nhưng không ngờ theo dõi đá nhưng là thoáng qua một chút dị thường chập chờn, cái này làm cho hắn có chút lo âu, lại Ngô Ngôn mang hắn cùng nhau đi tới, vậy chập chờn nhưng là tiệm xu mãnh liệt. Cuối cùng Diệp Thần xác nhận, vậy ngọn nguồn, ngay tại Ngụy Chi Giao bên trong căn phòng. Liếc nhìn lại, lớn như vậy bên trong phòng làm việc, trừ Ngụy Chi Giao, không có một bóng người. Diệp đại ca, Ngụy Chi Giao mắt gặp người tiến vào là Diệp Thần, hơi ngẩn ra, sau đó dọn ra một tí đứng dậy, vội vàng dụi mắt một cái, rất sợ hoa mắt. Dùng mọi cách xác nhận không thể nghi ngờ,
nàng một cái xông lên trước ôm lấy Diệp Thần. Ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ đến xem ta. Vậy trước ngực mềm mại gần sát Diệp Thần trong nháy mắt, theo dõi đá dị mang lóe sáng liên tục. Diệp Thần mặc dù không biết tình huống cụ thể, bề ngoài vẫn là cố làm chấn định. Ngươi là đặc biệt tới xem ta. Ngụy Chi Giao vội vàng gỡ vuốt tóc mai giữa sợi tóc, nhìn Diệp Thần, hốc mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Diệp Thần cười một tiếng, chỉ có thể nhẹ khẽ gật đầu. Tổng không thể nói là truy xét thiên ma âm đá, đuổi kịp ngươi nơi này chứ. Dưới mắt đành phải theo Ngụy Chi Giao xuống thang. Giờ khắc này, Ngụy Chi Giao trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Diệp Thần nếu đã tới, liền chứng minh đối với mình để ý. Nhưng lúc này đây tới, lần kế còn có thể gặp nhau sao? Như có mấy lời, không nói thanh, có lẽ thật sẽ trở thành là nàng cả đời tiếc nuối. Diệp đại ca, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Ngụy Chi Giao đột nhiên nói. Diệp Thần tựa hồ đoán được cái gì, thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Thật ra thì, Diệp đại ca, ta cảm thấy, ta thật giống như thích lên ngươi. Ngụy Chi Giao giờ khắc này rốt cục thì lấy dũng khí cùng Diệp Thần nói với trắng, nàng hoàn toàn hiểu lầm Diệp Thần tới đây dụng ý. Vậy trên du thuyền mấy ngày sống chung, Diệp Thần bóng người liền đã sớm khác ở cái này mới biết yêu cô gái trong lòng. Về sau lấy vừa đỡ chăm, cái thế phong tư lại là làm nàng sinh lòng sùng bái. Liền liền bị vạn người kính ngưỡng phụ thân Ngụy Hùng ở trước mặt hắn đều là ảm đạm không sáng, quá mức còn như mình thời khắc này hết thảy, đều là Diệp Thần mang cho. Cái này một loạt đồng thời xuất hiện trải qua, làm sao có thể không để cho Ngụy Chi Giao động tâm. Hôm nay Diệp Thần chủ động tới tìm mình, vậy cơ hội tuyệt không thể nào thả qua. Chỉ nghe được Ngụy Chi Giao tiếp tục mở miệng nói, ta và ngươi nói với trắng, không có ý tứ gì khác, Diệp đại ca, Ngô Gia Gia cũng đã nói, ngươi không phải người bình thường, ta cũng nhìn ra được. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta tâm ý, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Bởi vì nói với trắng cái này vốn là ta tự chủ trương sự việc, ngươi nếu như tiếp nhận, cái này dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất bất quá. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chẳng qua là hoa nở hai đóa, mỗi người một nơi thôi. Ta chỉ là vì biểu đạt ta cảm tình, tuyệt không phải tới đòi lấy quan hệ. Thời khắc này Ngụy Chi Giao một trận lời nói xong, gò má hồng thấu nửa bầu trời, Diệp Thần nhìn lần nữa cúi đầu xuống hai tay ngón trỏ đường chéo không ngừng vòng tới vòng lui Ngụy Chi Giao. Con bé này, hoàn toàn hiểu lầm tự mình tới này dụng ý. Nếu như ngươi đáp ứng và ta chung một chỗ, ta sẽ không dùng yêu danh nghĩa trói buộc ngươi, ngươi có thể làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm, ta chỉ hy vọng ngươi ở trong cuộc sống sau này, có thể nghĩ đến có một cái như vậy cô gái. Hy vọng ngươi đừng trách ta, Diệp đại ca. Ngụy Chi Giao kể xong, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu đi về phía bên cửa sổ, hai tay thua lập hướng ra phía ngoài nhìn lại. Gửi hy vọng cái này phồn hoa cao lầu cùng phía dưới ồn ào náo động dòng người có thể hòa tan trước mắt không ngừng lóe lên đã từng. Ta tại sao trách người đâu? Ra vào hồng trần, không biết nhân gian nỗi khổ, bỗng nhiên quay đầu đã là đắng bên trong người. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ngươi tâm ý ta hiểu ý, nhưng ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta còn có quá nhiều sự việc đi làm. Hắn than nhẹ một tiếng, hay là trở về tuyệt thiếu nữ? Diệp Thần đường. Là cô độc, nếu như không giải quyết được, tất cả mọi người đều sẽ chết, vậy bao gồm chính hắn. Cho nên hắn không cho được người bất kỳ cam kết gì. Không quan trọng, Diệp đại ca, người có thể tới thường xuyên xem ta, là được rồi. Ngụy Chi Giao trên mặt mang lên một nụ cười, nàng đã đem mình tâm tư nói ra, bắt đầu từ hôm nay, nàng cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng trong mắt thất lạc cảm giác, cho dù ai cũng nhìn ra. Có lẽ là Ngụy Chi Giao tính cách cho phép, một điểm này, ngược lại là khá để cho Diệp Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Được rồi, không xách cái này, ta nhưng mà chủ nhà, tới thế nào vậy phải mời ngươi ăn một bữa Đông Lan đặc biệt bữa ăn tối. Ngụy Chi Giao đứng dậy về phía trước đài đánh một thông điện thoại. Diệp Thần mấy ngày nay một mực bế quan, hôm nay nhận được Kim Lãnh Nhạn tin tức lại là hỏa tốc chạy tới, rằng có mấy ngày, vậy quả thật có chút thèm ăn, cho nên cũng không từ chối. Vừa vặn còn có chút vấn đề yêu cầu chứng Ngụy Chi Giao. Nàng trên mình, còn có bí mật. Vậy theo dõi thạch sao động, tuyệt không phải tình cờ. Gần đây chẳng biết tại sao, luôn là cảm giác rất mệt mỏi. Ngụy Chi Giao hướng về phía Diệp Thần nhẹ khẽ cười cười, đại khái là quá mức mệt nhọc,
Ngụy gia công việc ta cũng là mới bắt đầu đón lấy, rất nhiều không biết địa phương đều cần thân lực thân là. Diệp Thần nghe vậy, thân thể có một chút nhỏ xíu rung động, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Dĩ nhiên, những chi tiết này đối với tâm trạng điểm còn ở Diệp Thần trên mình Ngụy Chi Giao mà nói, cũng không có chú ý tới. Tuyệt không chỉ là bởi vì làm cái này. Âm ma thiên thạch u ám hơi thở, ở ăn mòn nàng, may mắn mình đã biết được, trấn áp là được. Nhưng những lời này, cũng không thể cùng Ngụy Chi Giao nói rõ, cho nên nói cái khác. Diệp Thần nhỏ giọng nỉ non, Ngụy gia không có làm khó ngươi chứ. Hắn lần nữa quay đầu, ánh mắt nhìn về Ngụy Chi Giao. Đại tỷ nhị tỷ đối với ta giống như là thay đổi người. Ngụy Chi Giao nghe được Diệp Thần quan tâm mình, nhất thời hứng thú, đem những ngày tháng đi qua cũng nói cho Diệp Thần nghe. Diệp Thần nhịp bước không chừng, qua lại trong phòng làm việc đi, ken két dày ra tiếng cùng Ngụy Chi Giao nói liên tục câu chuyện tiếng hòa hợp một thể. Chỉ tiếc, từ đoạn thời gian này tới xem, Ngụy Chi Giao cũng không có tiếp xúc đến bất kỳ dị thường nào người, vậy cũng chỉ có thể là lúc trước. Hồi lâu, Diệp Thần nói, nếu ngươi ở Ngụy gia, vậy phía nam khu vực có cái hạng mục, ta hy vọng do ngươi làm. À, ta, Ngụy Chi Giao trong chốc lát sững sờ tại chỗ, không biết tại sao Diệp Thần biết làm này lựa chọn. Gần đây công khai kêu gọi đầu tư làng du lịch hạng mục. Ngụy Chi Giao hơi có nghe đồn. Ở chỗ này trước, Diệp Thần liền tính toán qua, Cửu Long Sơn cùng rừng rậm kia, rời đi hủy diệt quy tắc lực lượng gia trì, linh khí sẽ lại xuất hiện. Hôm nay chỉ có tiếp tục làm quy tắc lực lượng, cũng duy trì, mới có biện pháp trì hoãn thời gian. Mà kéo dài hủy diệt quy tắc lực, chỉ có người ủng hộ. Trận pháp hạch tâm chôn hủy diệt lực lượng, đem vùng lân cận khai thác thành làng du lịch, chỉ cần có người khói, liền có thể kéo dài quy tắc lực. Đã từng Tần gia bảo vệ, để cho Diệp Thần nghĩ tới một cái phương pháp, mặc dù là trị phần ngọn không trị gốc, nhưng có thể tranh thủ càng thời gian dài. Đúng, hai cái làng du lịch hạng mục, ta hy vọng ngươi tới dẫn đầu, chính thức bên kia, ta đã chào hỏi. Kêu gọi đầu tư chỉ là qua trận, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Mới có thể có như vậy tài lực lại thích hợp, chỉ có Ngụy gia. Ta vừa mới ở Ngụy gia không lâu, liền cầm đi khối này bánh ngọt, sẽ hay không đưa tới rất nhiều người bất mãn nha. Ngụy Chi Giao nói thẳng. Không có lòng tin, Diệp Thần giọng giơ lên, hỏi. Ngụy Chi Giao ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói ta có, nhưng là, mới tới liền đón lấy cái này hạng mục, vẫn là ở ngươi trao quyền hạ, ta lo lắng sẽ vì ngươi thụ địch. Ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Thần thời khắc này diễn cảm rất là vi diệu, không cách nào nói rõ. Những thứ này ta đều biết, Diệp Thần tràn đầy không cho phép nghi ngờ trong giọng nói có chút rất nhiều ôn nhu. Ngụy thị sản nghiệp vùng trung tâm, cũng ở đây khu Nam, cho nên cái này hạng mục ngươi tới dẫn đầu lại không quá thích hợp. Diệp Thần ngữ tốc khá chậm, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Nhưng, Ngụy Chi Giao học chung với nơi này, còn muốn giải thích chút gì, Diệp Thần nhưng khoát tay cắt đứt nàng. Cái này không chỉ là kinh tế hạng mục, hạch tâm là vậy một khối khu vực linh khí có biến, ta có thể người tín nhiệm không nhiều, bây giờ ta, giống như là một thông thường người trưởng thành, nhưng đối mặt, đều là đeo đao hài tử. Nhìn như nắm chắc phần thắng, thực thì nhưng là một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần đưa ra năm ngón tay, nhẹ nhàng đè ở cửa sổ sát đất trong suốt thủy tinh bên trên, lưu lại năm cái ngón tay điểm ấn. Thậm chí Hoa Hạ, đều không phục tồn tại. Hắn tự lẩm bẩm, nghe được Ngụy Chi Giao nhưng là rơi vào trong sương mù, nhưng nàng biết rõ, Diệp Thần không phải người thường. Thập toàn thập mỹ người sẽ không tồn tại, cho dù là có chỉ trích, cũng không quan hệ đại cuộc, đợi đến được chuyện, không có ai sẽ để ý những chi tiết này. Giống như cái này năm cái dấu tay, người đứng xa một chút xem, nó sẽ không ảnh hưởng tờ nguyên thủy tinh sáng bóng, lại hoặc là nói, có một ngày, có lẽ bởi vì cái này năm cái dấu tay là ngươi giữ. Tờ nguyên thủy tinh cũng sẽ tăng giá vậy nói không chừng đây. Diệp Thần lần nữa quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Ngụy Chi Giao, dãi gió dầm xương trong thanh âm thấm ra một chút mỏi mệt. Ta tín nhiệm ngươi. Đơn giản bốn chữ, nhưng là trực kích Ngụy Chi Giao linh hồn. Hắn cần ta. Ước chừng bốn chữ, Ngụy Chi Giao khóe mắt nhanh chóng ấm lên, nóng bỏng nước mắt thì phải đoạt khuôn ra, lại bị nàng miễn cưỡng dừng lại. Không thể như thế không tiền đồ. Ngụy Chi Giao cho mình một cái tâm lý ám chỉ. Giờ phút này 108.000 cái lý do vậy không ngăn cản được nàng phải giúp hắn quyết tâm. Hốc mắt thì phải ửng đỏ,
Ngụy Chi Giao ngược lại thì quay đầu đưa lưng về phía Diệp Thần, ta biết, ta cái này đi chuẩn bị ngay tất cả tư liệu. Thanh âm run run nói xong, nhanh chóng rời đi. Nàng cái này một loạt nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Diệp Thần cho dù không xem cũng là thu hết vào mắt, hồi tưởng lại ngoài cửa sổ, nhìn trước mắt thành phố ăn chơi trác táng, tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới, lại là thiếu, một khoản nợ tình sao. Âm ma thiên thạch một ngày chưa trừ diệt, cái này hoa hạ linh khí dị biến liền không cách nào giải quyết, bây giờ có thể xây làng du lịch che giấu tạm thời. Nhưng nếu là thời gian dài không cách nào giải quyết, chờ đợi loài người, đúng là diệt tuyệt tính đả kích. Diệp tiên sinh, dạ tiệc chuẩn bị xong. Người tới chính là Ngô Ngôn, kêu Diệp Thần tới dùng bữa ăn tối. Ngô bá, phiền toái. Diệp Thần xoay người, nhẹ khẽ gật đầu hỏi thăm. Cụ già Ngô Ngôn ngược lại là cười ha ha một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, lão hủ bất quá là tận tình địa chủ thôi, thật nếu bàn về tới, chúng ta Ngô gia còn thiếu ngài ân huệ lớn vô cùng không thể là báo nha. Diệp Thần ngược lại là lại không có khách khí, đi theo cụ già đi ra phòng làm việc, vừa đi Diệp Thần cũng nói một tí Cửu Long Sơn sự việc. Dẫu sao chuyện này, còn cần Ngô Ngôn ở Ngụy Chi Giao bên người hỗ trợ. À, còn có loại chuyện này. Ngô Ngôn cau mày, liên quan tới trước Tần gia bảo vệ trận pháp sự việc, hắn sau đó cũng là biết được. Linh khí này biến dị, phải mau sớm giải quyết. Diệp tiên sinh như vậy bố trí, nhất định là có chúng ta chỗ cần hỗ trợ. Chỉ cần ngài mở miệng, chết vạn lần không chối từ. Cụ già Ngô Ngôn sắc mặt ngưng trọng, Diệp Thần nói, tại trái đất võ giả mà nói, quan hệ đến rất lớn. Như vậy như vậy. Diệp Thần đem mình hoạch định đều là nói tường tận cho Ngô Ngôn, cụ già nghe xong chậm rãi gật đầu, ta cái này thì bắt tay, để phòng bất cứ tình huống nào. Hai người vừa đi vừa thảo luận, ngược lại cũng không sợ người ngoài nghe gặp. Cái này khu khách quý phòng riêng tổng cộng chỉ mấy cái như vậy, trong hành lang yên lặng cực kỳ. Diệp Thần phải đi, chính là vậy Đông Lan khách sạn lớn đế vương phòng riêng. Đông Lan đế vương trong phòng riêng đình là ánh vàng rực rỡ, nhất là sang trọng 780 thước vuông phòng tổng thống lộng lẫy phi phàm, đồ gỗ nội thất là mạ vàng, thiết lập có một cái rạp chiếu phim, hai căn phòng ngủ, hai phòng cuộc sống thường ngày phòng, một cái nhà ăn, ra vào có thang máy riêng. Ở khách sạn Đông Lan bên trong, mỗi gian bao xương diện tích từ 170 mét vuông phương gạo đến 780 mét vuông không cùng, chức năng cũng không cùng. Diệp Thần cái này một gian đế vương phòng riêng, danh như ý nghĩa. Chi Giao đâu, đây là Diệp Thần mới chú ý tới, lớn như vậy phòng riêng bên trong, chỉ có mình hai người ở bên trong. Cụ già Ngô Ngôn cười nói, tiểu thư mới vừa nói phải chuẩn bị một ít vật liệu, dặn dò ta nói muộn một hồi. Để cho Diệp tiên sinh đi trước dùng cơm, không cần cùng nàng. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, con bé này phỏng đoán ở yên lặng rơi lệ. Cùng lúc đó, Đông Lan khách sạn lớn một chỗ khác. Lâm Tuyết, ngươi làm gì cần phải kéo ta đi ra? Trịnh Niệm Lôi nhìn vậy kéo mình cánh tay tự mình đi ra ngoài Lâm Tuyết, có chút không nghĩ ra, đi phòng vệ sinh liền mình đi thôi, còn được kéo lên mình làm mà. Chỉ gặp Lâm Tuyết quay đầu nhìn một cái Trịnh Niệm Lôi, chợt cho nàng nháy mắt, ngươi vẫn chưa rõ sao. Cái gì cùng cái gì à? Trịnh Niệm Lôi vẫn là không biết Sở Vân. Ai nha, bên trong bầu không khí, cũng mau khó chịu chết, ta liền muốn để cho ngươi cùng ta đi ra đi tới lui. Lâm Tuyết tức giận nói. Người ta vậy là yêu mến ngươi, cho nên mới như vậy à? Trịnh Niệm Lôi chợt cũng là rõ ràng liền cái gì, cười khanh khách nói. Sáng sớm hôm nay còn nói muốn tìm một đẹp trai điểm tiểu ca ca đâu, hiện tại có người chủ động nhớ nhung trong lòng, người đổ chê người ta, thật là đôi tiêu. Trịnh Niệm Lôi đối với mình cái này người bạn gái, nhưng mà không mặt mũi, trong khuê phòng bí nói, như vậy là ta. Lâm Tuyết ngược lại là đối với lần này khịt mũi coi thường, nhàn nhạt nói, hừ, ngươi không gặp vậy từng cái đánh sưng mặt sưng người dạng nhi, biết mấy người, có chút mạng giao thiệp liền phiêu trời cao. Mọi người đã từng cũng là bạn học, hiện tại một xảm tạp xã hội hai chữ, cảm tình đều không lại thuần túy. Lâm Tuyết lắc đầu một cái này tụ họp, để cho nàng ngược lại là khá là thất vọng. Người giàu gì cũng là cái nhà văn, nổi tiếng tài nữ, truy đuổi người ngươi không được có biểu diễn một tí thực lực sao? Trịnh Niệm Lôi có chút cười mỉa, trong mắt chớp mắt chớp mắt, hỏi. Lâm Tuyết liếc cái bạch nhãn mà, khá lắm, lần này ban ngày tiện nghi lại bị chiếm trở về. Xa hoa trong phòng rửa tay.
Trịnh Niệm Lôi cùng Lâm Tuyết hai người hướng về phía tấm gương ngẩn người, trong chốc lát hai người lại là yên lặng không nói, chỉ có vòi nước rào 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 tế lưu đang làm vang. Bầu không khí trong chốc lát rơi vào yên lặng. Này, người đang suy nghĩ gì? Sau một lúc lâu, Lâm Tuyết dẫn đầu phá vỡ yên lặng, xoa xoa tay, hỏi. Không, không việc gì, Trịnh Niệm Lôi lắc đầu một cái, không biết mình tại sao lại đột nhiên gian nghĩ đến Diệp Thần. Có lẽ bản sinh người bạn học này sẽ chính là muốn gặp Diệp Thần một cái cớ. Chỉ tiếc, đối phương vô tình cự tuyệt. Một bên Lâm Tuyết ngược lại là đoán được cái gì, hài hước hỏi có phải hay không đang suy nghĩ, Diệp Thần phải ở chỗ này, thì tốt biết bao. À, Trịnh Niệm Lôi bị Lâm Tuyết hỏi lên như vậy, trên mặt đỏ ửng lại là xoẹt dược nhiên lên, dù chưa trả lời, nhưng Lâm Tuyết nhưng là đối với mình bạn gái thân điểm này mà tâm tư, sáng tỏ tại tim. Thật ra thì ta mới vừa cũng đang suy nghĩ, người vậy tâm niệm Diệp Thần nếu là ở chỗ này, biết hay không vậy cùng những người đàn ông kia như nhau, đồng lưu hợp ô. Lâm Tuyết như có điều suy nghĩ nói, đối với Diệp Thần, học sĩ thời đại hồi đó chỉ là giới hạn biết, giao tình cũng không thâm hậu, cũng không biết bây giờ là hạng phong độ. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, Trịnh Niệm Lôi miêu tả không thể tin hoàn toàn. Dẫu sao Trịnh Niệm Lôi nói ít nhiều có chút thần thoại Diệp Thần. Nhưng làm Lâm Tuyết tự mình thấy Diệp Thần bổn tôn sau đó, nàng mới kinh ngạc phát hiện, Trịnh Niệm Lôi nói, câu câu là thật. Dĩ nhiên đây là nói sau. Thời khắc này đế vương phòng riêng, khách sạn Đông Lan đế vương trong cung. Đúng rồi, Ngô Bá, còn có một số việc, ta muốn mời ngài chuyển cáo Ngô gia, chuyển cáo toàn bộ cổ võ giới võ tu. Diệp Thần tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vậy bước vào đế vương cung hình bóng nhưng là ngưng trọng nói. Hiện tại cái này lớn như vậy đế vương trong cung, chỉ có Ngô Ngôn cùng Diệp Thần hai người, cụ già cũng không lo đạt tới cái gì hiện đại lễ nghi quy củ. Có thể người vi tôn, chỉ gặp cụ già quỳ một chân, hai tay ôm quyền trầm giọng nói, vậy do Diệp tiên sinh phân phó. Thật ra thì hoa hạ linh khí dị biến và một vật có liên quan. Diệp Thần cân nhắc từng câu từng chữ, đem toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra, dặn đi dặn lại, nhất định chờ đợi tín hiệu cử động nữa làm. Chỉ gặp cuối hành lang một bóng người đâu đâu vòng vo một chút lại lảo đảo, nhìn vào đế vương trong cung một màn, hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, vậy. Đó là Đông Lan chấp sự, Ngô lão gia. Hắn làm sao quỳ xuống? Người đàn ông có chút kinh ngạc, trợn to hai tròng mắt nhưng là đầy mắt không tưởng tượng nổi, lần nữa xoa một chút mắt, chuẩn bị nhìn về vậy đạo hình bóng, nhưng phát hiện chẳng biết lúc nào, đế vương cung cửa đã đóng thật chặt. Phong cách cổ xưa kia khí phái hai cánh cửa. Kín kẽ, như là chưa bao giờ từng mở ra vậy. Là ta uống nhiều rồi. Nhìn hoa mắt, được nhanh đi cầm Lâm Tuyết các nàng tìm trở về. Người đàn ông bên tự nói còn bên ợ một cái, tự nhiên đi vòng đi. Hẳn là Lâm vào bậm nhậu, là phòng đại cuộc, ta muốn không muốn đem xóa bỏ. Cụ già Ngô Ngôn làm một cắt cổ động tác tay, dẫu sao cái này cùng bí mật, cho không được nửa điểm tiết lộ, âm ma thiên thạch sự việc hắn cũng là biết được. Hành tung quỷ bí lại không đoán được, hơi thở lại là cùng thường người không khác. Vạn nhất là hắn, đem cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần nhẹ khẽ cười cười, bất quá là một người bình thường thôi, Ngô Bá, chuyện này liền ủy thác cho ngươi. Cụ già ngưng trọng nói, Diệp tiên sinh yên tâm, lão hủ cho dù là ném đi cái này cái xác, vậy nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ, Diệp Thần lần này cũng không kiểu cách, hắn không có làm ngăn trở. Bao gồm cụ già vậy phát ra từ phế phủ một bái. Lần này linh khí dị biến dính dấp khá sâu, chiến đấu hăng hái rốt cuộc, hy sinh ở khó tránh khỏi, cho nên Diệp Thần ở an bài kế hoạch đồng thời, vậy đã làm xong xấu nhất dự định. Vạn sự đã sẵn sàng, lại cùng gió đông đi. Nói thật, mặc dù bầy cục, nhưng có thể hay không đi thông, Diệp Thần trong lòng mình vậy không có chắc. Dĩ nhiên lời này hắn chỉ có thể cùng tự mình nói. Hắn là tinh thần của mọi người chống đỡ, hắn phải là vô địch. Vào tiệc đi, Diệp tiên sinh, ta đi xem một tí tiểu thư, đợi một đêm, còn không ăn một miếng đồ. Cụ già giờ phút này lại khôi phục bộ kia cười ha hả hình dáng. Không gấp, trước đừng thúc giục nàng, khó khăn được con bé này như thế có lòng khí thần dấn thân vào công tác. Diệp Thần con người đông lại một cái, cười nhạt, nói ra mình ý tưởng. Cụ già cũng là sững sờ. Chợt cười ra tiếng, Diệp tiên sinh so với Chi Giao, cũng bất quá là lớn le que mấy tuổi mà thôi, có thể ngươi lời nói tới giữa, giống như là so lão hủ còn muốn bể dâu. Trải qua khiến người trưởng thành đi,
Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng mặc kệ. Hắn ở vực ngoại một ít bí cảnh và đặc thù trong không gian, ngây ngô thời gian cũng không thiếu. Nếu thật phải nói tuổi tác, sợ rằng đã vạn tuế. Hơn nữa mình luân hồi chi chủ một phần trí nhớ, đối với người bình thường mà nói, đủ để có thể nói yêu quái. Ta cũng đi ra ngoài xem, Ngô Bá, ngươi làm việc trước đi. Diệp Thần hướng về phía cụ già nói nhỏ mấy câu, Ngô Ngôn một bộ sáng tỏ tại ngực hình dáng, gật đầu một cái, còng lưng thân thể chậm rãi xoay người rời đi. Quỷ say à, Diệp Thần trong mắt lóe lên ánh sáng, hắn thần thức từ thần bí kia người đàn ông xuất hiện một khắc kia, liền chưa bao giờ rời đi. Bao gồm hắn đến, thẳng đến rời sân, Diệp Thần đều là trong lòng hiểu rõ. Ngô Ngôn khi đó dậy sát tâm, Diệp Thần mặc dù trận lại, nhưng là cụ già hành động này nhưng là ở lẽ thường bên trong, dẫu sao sự quan trọng đại, không thể ra nửa điểm không may. Linh Nhi nói cho hắn, âm ma thiên thạch giỏi về ngụy trang, coi như mình cũng không cách nào phát hiện. Bất kể như thế nào, bất kỳ sự việc đều phải cẩn thận là hơn. Ta đây muốn xem, ngươi là thật đi ngang qua, vẫn là có tim mà là. Nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại một câu, Diệp Thần sửa sang lại áo quần cà vạt, nơi ống tay áo nút thắt bị hắn nhẹ nhàng xoay tròn mấy phần, dậm chân ra. Cùng lúc đó, ngụy ra. Phụ thân, nghe khách sạn Đông Lan báo lại, hôm nay Đông Lan tới một vị khách quý. Ngụy Hàn Thanh mặc một bộ màu trắng đồ vận động, đi tới phụ thân Ngụy Hùng cửa rộng mở trước thư phòng. Người chưa đến, tiếng trước truyền. Ác, cái này có gì kỳ quái, từ muội muội ngươi tiếp quản Đông Lan, lui tới gặp thanh niên tài tuấn, trùm thương giới không đếm xuể, không cũng là vì leo ta Ngụy thị cao chi mà sao. Ngụy Hùng cầm một phần thương báo, vểnh lên trước hai chân, luôn luôn bưng lên ly cà phê trên tay tỉ mỉ nhất phẩm, chợt lại buông xuống, như vậy tuần hoàn qua lại. Cả buổi tối, không muốn lại uống cà phê, ảnh hưởng ngủ. Đại nữ nhi Ngụy Hàn Thanh đi tới phụ cận, nhẹ nhàng nắm phụ thân bả vai, dặn dò. Từ ngươi cầm muội muội như đông điều đến Bắc Phương chấp nắm làm ăn sau đó, trong nhà ngay cả một đốc thúc ngươi làm hơi thở người cũng không có, quản gia kia cũng phải. Ngụy Hàn Thanh nhìn vẫn không có động tĩnh Ngụy Hùng, làm bộ nổi giận liền muốn kêu quản gia tới. À, Ngụy Hùng vừa nghe đại nữ nhi nói đến Ngụy Như Đông, cũng là than nhẹ một tiếng, buông xuống tờ báo trong tay, chỉ ghế salon đối diện hướng Ngụy Hàn Thanh nhẹ giọng nói, "Ngồi, là cha cùng ngươi nói chuyện một chút." Ngụy Hàn Thanh nhẹ khẽ gật đầu, ngồi vào phụ thân trên ghế salon đối diện, chỉ gặp Ngụy Hùng đưa tay liền muốn bưng lên thủy tinh kia trên bàn uống trà ly cà phê. Không ngờ lại bị đại nữ nhi cướp trước một bước lấy đi, nói tới nói lui, cà phê không thể uống. Ngụy Hàn Thanh một bộ hời hợt dáng vẻ, dẫn được Ngụy Hùng không thể làm gì, nhưng dưới gối hiện tại liền cái này một đứa con gái ở bên cạnh, hắn cũng không thể ngang ngược mắng. Cái này Diệp Thần, cũng coi là ta Ngụy gia quý nhân. Ngụy Hùng mở miệng, nếu là không có vậy trên du thuyền Ngụy gia đường đột cử chỉ, thậm chí hôm nay Ngụy gia địa vị, còn có thể lại tăng trên chút. Ngụy Hàn Thanh nghe vậy, cúi đầu, "Phụ thân, nếu như lúc ấy ta và muội muội ánh mắt có thể thả lâu dài chút, ta Ngụy gia đã sớm bước lên thế giới tập đoàn tài chính trước năm chứ." "Muội muội ngươi như đông, là nhặt về một cái mạng, cái này Diệp Thần, xa phi phàm người." Ngụy Hùng ánh mắt như đuốc, lão lai tang nữ là hạng buồn bã, nhờ có là Diệp Thần thần y diệu thủ, lúc này mới đem cứu, nhưng lúc đó vậy một hồi đau tim cảm giác, nhưng là người nào cũng thay thế không được. Mấy ngày nay tới, hắn cũng nghĩ rõ ràng, lại nữ u mê tại Ngụy thị tài quyền, cho nên đem phương Nam sản nghiệp giao cho liền tam nữ nhi Ngụy Chi giao xử lý, đem phương Bắc làm ăn giao cho con gái thứ hai Ngụy Như Đông xử lý, tới một cái nàng cũng nhận được mong muốn. Thứ hai, Ngụy Như Đông đắc tội qua Diệp Thần, để cho nàng biến mất ở Diệp Thần trước mắt, cũng là không quá tốt nhất quyết định. Còn như đại nữ nhi, chính là tính chung Nam Bắc, từng bước thay thế mình vị trí, hắn Ngụy Hùng cũng muốn nghỉ hưu. Diệp Thần tầng thứ, không phải bọn họ có thể sánh bằng tồn tại, cổ võ giới người tu luyện ở thường trong mắt người đã là rời sông lấp biển đại năng nhân vật. Nhưng là ngàn người đủ quỳ Diệp Thần, một màn kia, hắn đến chết cũng không quên được. Cải tử hồi sanh, đoạn này thủ đoạn kham là thiên nhân. Đúng rồi, người nói mới vừa khách sạn Đông Lan tới một vị khách quý, người nào? Ngụy Hùng đối với những thứ này buôn bán lui tới. Hiển nhiên hứng thú không phải rất lớn, chính là con gái thuận miệng nói, hắn thuận miệng hỏi một chút thôi. Diệp Thần. Ngụy Hàn Thanh cân nhắc từng câu từng chữ, mở miệng nói.
cái gì? Ngụy Hùng vừa nghe đến Diệp Thần hai chữ, dọn ra đứng dậy. Đúng vậy, Diệp Thần, theo người phía dưới báo lại, nói là Ngô Môn lão gia tử tự mình tiếp đãi, gọi người đến là Diệp tiên sinh. Ngụy Hàn Thanh nhẹ giọng nói. Là tới tìm Chi Giao. Ngụy Hùng trên mặt vẻ vui mừng, con gái cùng Diệp Thần quan hệ đi gần, đối với Ngụy gia mà nói, là thiên đại hảo sự. Phụ thân có thể biết, cái này phương Nam gần đây hai đại chánh phủ kêu gọi đầu tư hạng mục. Hôm nay Ngụy thị gia tộc quyền hành cũng nắm ở đại nữ nhi Ngụy Hàn Thanh trong tay, mặc dù làm việc điệu bộ hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Cái này làm cho Ngụy Hùng thật là vui vẻ yên tâm, mặc dù dưới gối không con, nhưng là hai cô con gái trấn Nam thủ Bắc, đại nữ nhi bày mưu lập kế, cái này làm cho hắn không khỏi cảm khái, tổ tông hiển linh. Là vậy làng du lịch hạng mục, Ngụy Hùng sách đến chỗ này có chút nhức đầu, mặc dù chánh phủ công khai kêu gọi đầu tư, tìm kiếm có thực lực tiếp bàn tập đoàn tài chính, nhưng vẫn là 10 phần khó khăn. Mặc dù ta Ngụy thị sản nghiệp hạch tâm ở chỗ này phương Nam, nhưng là dẫu sao là mới lên tập đoàn tài chính, thủ đoạn kỹ thuật cùng những lão gia hỏa kia so sánh, vẫn là kém một đoạn tử, tiền vốn mặc dù có thể ăn được, nhưng người ta chưa chắc sẽ chọn chúng ta. Mặc dù Ngụy Hùng tự tin Ngụy gia tương lai ắt sẽ đi về phía phồn vinh, nhưng mọi chuyện được có cái quá trình, ăn một miếng thành người mập mạp. Chuyện này, chỉ tồn tại ở đồng thoại bên trong. Thực tế thì tàn khốc, không có vậy viên kim cương liền ôm không đến cái này đồ sứ sống. Ta gần đây cũng ở đây nhức đầu chuyện này, một khi bắt lại, ta Ngụy gia tất nhiên quật khởi, ai cũng ngăn trở không được. Ngụy Hàn Thanh mắt lộ ra vẻ kiên định, lại ánh mắt sắc bén như đao. Bàn tới buôn bán, nàng còn không từng sợ qua người bất kỳ, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm tập đoàn tài chính hành tương tự mộc. Một nửa tử nhập đất các lão gia. Lần này kêu gọi đầu tư, sợ rằng ta được tự mình ra mặt, hoa hạ đứng đầu những cái kia tập đoàn tài chính tất cả đều là những đất kia chôn nửa đoạn nhỏ người đi, người và ta cùng đi, sau này công việc, dần dần tiếp quản. Ngụy Hùng trong mắt tinh quang chớp mắt, cho dù là chỉ có một chút cơ hội, cũng phải thử một lần, một khi thành công, Ngụy gia nhất định bay cao. Tích tích tích. Vào thời khắc này, Ngụy Hàn Thanh điện thoại di động reo. Nàng lúc trước ánh mắt kiên định kia, trong tầm mắt hướng vậy chú thích một khắc, đổi được nhu hòa. Từ trải qua vậy du thuyền chuyện kiện sau đó, Ngụy gia đã là một khối thiết bản, hài hòa đại gia tộc, Ngụy Hàn Thanh cùng Ngụy Như Đông cũng nhận được mình muốn, đối với trợ giúp này Ngụy gia có thể thêm gấm thêm hoa muội muội, tự nhiên cũng là yêu mến chặt. Là Chi Giao, nàng hướng về phía phụ thân Ngụy Hùng nói một câu, mở ra handfree kiện. Tỷ, ta gặp điểm trên hợp đồng sự việc. Cần ngươi trợ giúp. Ngụy Chi Giao lo lắng thanh âm truyền tới, Ngụy Hùng cùng Ngụy Hàn Thanh chố mắt nhìn nhau, cái này con gái nhỏ đối với buôn bán trước nhưng mà không cảm giác hứng thú chút nào, tất cả mọi chuyện đối tiếp đều là Ngô Môn cùng Ngụy Hàn Thanh qua tay, ngày hôm nay sao đổi tính. Hợp đồng, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Ngụy Hàn Thanh nhẹ giọng nói. Một bên Ngụy Hùng an tĩnh nghe. Chỉ nghe được bên đầu điện thoại kia tiếp tục nói, là như vậy. Diệp đại ca tối nay đến tìm ta, hy vọng ta dẫn đầu làm hai cái làng du lịch hạng mục. Alo, alo, tỷ ngươi còn ở sao? Kỳ quái, tín hiệu không tốt sao? Hụ hụ, ta ở đây, ta nghe đây. Ngụy Hàn Thanh cùng Ngụy Hùng hai người nhìn nhau, trong con ngươi nhiệt thành vẻ nhưng là không che giấu được trên đất tăng. Diệp tiên sinh bây giờ còn đang khách sạn Đông Lan sao? Ngụy Hàn Thanh hỏi, còn ở đây? Ngụy Chi Giao vừa nói trong phòng làm việc truyền đến phiên tương đảo quỹ thanh âm, chuông reo ầm. Ta và phụ thân hiện tại chạy tới, hợp đồng sự việc trước không gấp, ta đi giúp ngươi chuẩn bị. Nói một hơi, Ngụy Hàn Thanh vội vàng cúp điện thoại. Tỷ, ngươi, Ngụy Chi Giao bên kia còn muốn nói gì, điện thoại di động đã là cúp. Thanh Nhi, cầm quần áo, hiện tại đi gặp mặt Diệp tiên sinh. Ngụy Hùng đứng dậy, dặn dò đại nữ nhi Ngụy Hàn Thanh. Trong mắt khó nén kích động thần sắc, hai cái hạng mục nếu là có thể tới tay, Ngụy gia, hắn cũng không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Ngụy Hàn Thanh cũng là mặt đầy tung tăng, thay đổi ngày xưa cho người cao lãnh nữ xí nghiệp ra hình tượng, vội vàng đáp lại ta hiện tại đi chuẩn bị máy bay tư nhân. Dĩ nhiên ở Ngụy gia phát sinh hết thảy, chủ đề không thể rời bỏ hai chữ, Diệp Thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần hồn nhiên không biết, hắn đã ra cửa. Lặng yên không tiếng động theo dõi vậy say rượu người đàn ông, ở lớn như vậy thang lầu gian loạn hoảng. Người này nhìn dáng dấp cũng uống không thiếu,
lại là miễn cưỡng lạc đường. Người này, ở nơi nào gặp qua đâu? Âm thầm Diệp Thần đối với người này có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cụ thể như thế nào, nhưng là không nhớ nổi. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra có một hồi, được mau đi trở về, đừng quét bạn học tụ hội hưng. Lâm Tuyết thanh âm truyền tới. Vậy đâu đâu vòng vo một chút say rượu người đàn ông tựa hồ là nghe được thanh âm quen thuộc, lảo đảo nghiêng ngã hướng nguồn thanh âm đi tới, Diệp Thần cũng là bước nhanh đuổi theo. Ta cùng ngươi nói, vừa ra khúc quanh, nói không lối ra, đâm đầu vào người đàn ông bắt lại Lâm Tuyết tay, dọa hai người giật mình. Ta đi, là Phương Quốc Đống. Lâm Tuyết rõ ràng bị thình lình nắm chặt hù được hoảng hồn, nhưng nhìn chăm chăm nhìn một cái, đang là bạn học Phương Quốc Đống. Có thể coi là tìm được các ngươi, kêu Phương Quốc Đống người đàn ông thở dài một tiếng, lần đầu tiên tới, trong này quá lớn, không tìm được đường. Ngay tại Lâm Tuyết cùng Phương Quốc Đống tách kéo vấn đề ngay hoảng hốt, một đạo bóng người quen thuộc cũng là chiếu vào Diệp Thần mi mắt. Gay gâu, Diệp Thần than thầm một tiếng, không tránh thoát. Đạo nhân ảnh kia hiển nhiên cũng là thấy được hắn, ngạc nhiên mừng rỡ lại hơi có vẻ giọng nghi ngờ vang lên, Diệp Thần. Ngươi làm sao ở nơi này? Phát ra cái này đạo hỏi thăm, chính là cùng Lâm Tuyết cùng tới tham gia bạn học tụ hội Trịnh Niệm Lôi. Diệp Thần thật ra thì hoàn toàn có thể phát hiện Trịnh Niệm Lôi, chỉ là bởi vì âm ma thiên thạch cổ quái, hắn hoài nghi người đàn ông này lúc đó, theo dõi vậy lựa chọn không dùng tới bất kỳ linh thức và linh lực, bởi vì âm ma thiên thạch liền sẽ đối với hết thảy các thứ này cực kỳ nhạy cảm. Nhưng mà, trước cự tuyệt người ta, hiện tại lại bị chính diện đụng vào, liền Diệp Thần. Tạm thời tới giữa cũng có điểm không biết làm sao. Ta, có một số việc ở bên này xử lý. Trấn định lại Diệp Thần chậm rãi mở miệng, lúc này hắn vừa nghĩ đến, thảo nào quen mắt người này, lúc đầu đã từng là bạn học. Chỉ bất quá mặt mũi biến hóa quá lớn, hắn trong chốc lát không cách nào nhớ lại. Ồ, Diệp Thần, Lâm Tuyết giọng giơ lên, bên trái xem bên phải xem vị này ngày xưa bạn học cũ, cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu mở miệng nói, có thể à. Lẫn vào không tệ lắm. Diệp Thần đây là mới nhớ tới mình, đúng là tây trang giày ra lại giá cả không rẻ. Mà hắn vậy hậu thiên sát phạt bên trong mài luyện được khí chất, đủ để chống đỡ nổi cao cấp công tử ca vận vị. Khó trách sẽ bị bạn học cũ Lâm Tuyết hiểu lầm. Lâm Tuyết, thật lâu không gặp. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Các ngươi ngày hôm nay ở nơi này tụ họp. Diệp Thần định kiến ban đầu, hướng về phía Trịnh Niệm Lôi hỏi, cái này phải bị đối phương vặn hỏi. Không tránh được giải thích một phen. Đúng vậy, trước quên cùng ngươi nói, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới ở nơi này gặp. Trịnh Niệm Lôi sắc mặt ửng đỏ, thanh âm so ngày thường nhỏ không thiếu. Lâm Tuyết thấy bạn gái thân cái bộ dáng này, cười thầm, dắt Phương Quốc Đống cánh tay, Diệp Thần, nếu gặp, vậy thì một khối ngồi một chút. Diệp Thần biết lần này là khẳng định đẩy không thoát được, dù sao Ngụy Chi Giao trong chốc lát cũng vội vàng không xong, dứt khoát gật đầu một cái. Thật lâu không có thấy bạn học cũ, ngồi chung ngồi liên lạc một chút cảm tình chỉ coi là tiêu phí thời gian. Được, vừa vặn đuổi kịp, vậy thì cùng nhau đi. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, làm một động tác tay mời, để cho đối phương trước dẫn đường. Diệp Thần, thằng nhóc ngươi nhìn dáng dấp lẫn vào không tệ sao. Say rượu Phương Quốc Đống còn biết Diệp Thần, dọc theo đường đi không ngừng nói chuyện, ngược lại là cho cái này nguy nga lộng lẫy thiên thượng nhân gian, tăng thêm mấy phần lửa khói khí tức. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền theo Lâm Tuyết cùng Trịnh Niệm Lôi, cùng đi tới bên trong bao xương. Cổng vừa mở ra, có thể nói là ngồi đầy nhóm vui mừng, dẫu sao Diệp Thần lúc tới, đã là cơm rượu qua 30 tuổi. Mọi người đoán một chút, ta cùng Lôi Lôi mới vừa ra cửa, đụng phải người nào. Lâm Tuyết vừa ra miệng, toàn trường yên tĩnh lại. Lớn như vậy bên trong bao xương, ước chừng 20 tới tên thanh niên trai gái đều là nhìn chăm chăm nhìn Diệp Thần. Chỉ chốc lát sau, một mặt trứng ngỗng nữ sinh kinh hô, đây không phải là Ninh Ba Diệp gia Diệp Thần chứ. Lời vừa nói ra, toàn bộ người đầu óc bên trong cũng nổi lên ngày xưa Diệp Thần âm dung. Thật đúng là, mấy tên nam sinh nhận ra Diệp Thần, dẫu sao như thế nhiều năm không gặp, chợt một mắt không dám nhận nhau, cũng là tình lý bên trong. Mấy người vội vàng đứng dậy, đem Diệp Thần kéo đến chỗ ngồi, tới, mau cho mọi người nói một chút. Những năm này qua được như thế nào à, cũng không nói liên lạc một chút. Mọi người đều là nhiệt lạc hảo tâm, Diệp Thần cũng là bội cảm không biết làm sao, giải thích thế nào, tổng không thể nói,
ta những năm gần đây nhất ở vực ngoại không ngừng thức tỉnh luân hồi huyết mạch, bố trí đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế. Vậy không được bị mọi người làm là tên điên mới là lạ. À, ta đây cũng là thân bất do kỷ à, cái này không tốt nghiệp liền đi làm lính, cũng là gần đây mới trở về. Diệp Thần chỉ có thể như vậy giải thích. Ha ha ha, làm lính được à. Mấy người cũng là ân cần hỏi han, mọi người sướng trò chuyện. Rượu qua lục tuần, Diệp Thần không thể nghi ngờ trở thành lần này đám tiệc nhân vật tiêu điểm, vậy xuất trần vậy khí chất từ không cần nói rõ, chỉ là vậy cả người không tầm thường danh bài Tây Trang, đều là đủ để thu được đám người con ngươi. Phải biết, nơi này bạn học tất cả đều là phần lớn thuộc về giai cấp trung lưu, mặc dù có thể tới, hoàn toàn là bởi vì Trịnh Niệm Lôi duyên cớ. Xác thực nói, là Trịnh Niệm Lôi phụ thân, cùng Ngụy Thị có chút rất nhiều trên phương diện làm ăn lui tới, lúc này mới có cơ hội đặt đến một bàn tiệc rượu. Mà Diệp Thần, nhưng mà mình tiến vào, cái này hàm nghĩa trong đó, không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người là kéo Diệp Thần hạch hỏi, nửa chút đi qua, Trịnh Niệm Lôi cứ thế một câu nói không phối hợp, ở cắm đầu ăn cơm. Một bên Lâm Tuyết không nhìn nổi, Diệp Thần nhưng mà được ưa chuộng, từ mọi người trong ánh mắt đã nhìn ra, nàng phải cho mình bạn gái thân tranh giọng à. Hụ, cái đó, Diệp Thần, Lâm Tuyết vừa mở miệng, đang ngồi đều ngừng lời nói, dẫu sao Trịnh Niệm Lôi và Lâm Tuyết, là bọn họ lần này bên trong, danh tiếng tương đối lớn. Đi học hồi đó đều là thuộc về Hoa Khôi trường học cấp cô gái khác thần, mọi người nhiều ít đều là cho chút mặt mũi. Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng bên này. Nghe nói người đi làm lính, người có thể đừng lừa gạt chúng ta à, liền về điểm kia về hưu trợ cấp kim. Có thể liền trên mình ngươi một viên nút cải cũng không đủ. Một lời ra, dẫn được đám người ồn ào lên, tuy là đùa giỡn, nhưng là có lý. Ngươi nói cái này, Diệp Thần chỉ mình trang phục và đạo cụ, đây bất quá là bằng hữu đưa, ngày hôm nay cũng là lần đầu tới chỗ này. Diệp Thần miệng đầy nói thật, Kim Lãnh Nhạn đưa Tây Trang, bất quá là để cho tiện mình điều tra âm ma thiên thạch. À, Diệp Thần một lời. Ngược lại là làm được Lâm Tuyết đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, trước gặp phải người đàn ông đều là không tiếc từ đập bảng hiệu cũng phải đánh sưng mặt sưng người nâng cao mình, hôm nay cái này đám người thổi nâng xuống Diệp Thần ngược lại là cho mình tháo đài. Ngược lại là cầm Lâm Tuyết nguyên sẽ không? Trịnh Niệm Lôi ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng biết rõ Diệp Thần không sẽ nói láo, nguyên lai là như vậy. Mọi người ở đây nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, nhưng là thực tế chính là như vậy. Chân tướng sau này, đều là dối trá. Mọi người đối với Diệp Thần vậy quá đáng thổi nâng lại nữa, mọi người đều bắt đầu đàm luận sinh hoạt cùng sinh tồn. Rượu không có, ta lại điểm một ít. Phương Quốc Đống làm một tên hợp cách rượu tư lệnh, nhưng mà thời thời khắc khắc chăm sóc toàn trường người trong ly lãng mạn. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm tới rượu một. Để cho Diệp Thần tới đi, hắn tới trễ, còn không tự phạt ba ly đâu. Đám người ồn ào lên nói. Diệp Thần cũng là đứng dậy cười phụ họa, thật lâu không có như vậy buông lỏng cảm giác, đã từng là một màn lên trong lòng, hắn đảo rượu một ngón tay dừng ở một chỗ ngồi. Đây là... phục vụ viên, liền cái này đi. Diệp Thần chỉ rượu một lên vị trí, đám người vẫn là vui vẻ hòa thuận, thẳng đến phục vụ viên hô lên rượu tên chữ, khiếu ưng nho Cabernet Sauvignon kiền hồng rượu vang. Một lời ra, cả thế giới như nửa đêm táng nghĩa địa vậy. Rượu này nhưng mà Ngụy gia Tam tiểu thư chấp trưởng khách sạn Đông Lan sau đẩy ra kiểu mới, cũng không biết như thế nào đã thông đường dây, như vậy quý giá rượu lại có thể sản xuất nhiều. Vậy giá bán cũng là làm được toàn bộ người chắt lưỡi, mấy trăm ngàn một chai giá cả để cho người chùn bước, chỉ có chân chính con em nhà giàu hoặc là buôn bán đổ sộ hanh đùa bỡn mặt bài thời điểm, mới biết chút. Diệp Thần hành động này, không thể nghi ngờ đem đám người đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, phải biết, tụ họp. Vậy đều là a. Cái này, một bên Trịnh Niệm Lôi kéo một cái Diệp Thần tay áo, nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu. Diệp Thần một bộ bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, trước ở trên du thuyền cùng bạn hưởng qua loại rượu này, cảm thấy cũng không tệ lắm, yên tâm uống đi. Khách sạn sẽ cho chúng ta không tính tiền, nơi này có ta biết bằng hữu. Diệp Thần giải thích, đám người vẫn là nghi ngờ nhìn Diệp Thần, bài gì mặt bằng hữu có thể không tính tiền. Vẫn là mấy trăm ngàn tờ đơn. Mắt thấy mọi người không tin, Trịnh Niệm Lôi đi ra giảng hòa, Diệp Thần nói, tối nay mọi người yên tâm uống nha. Mắt gặp Trịnh gia nghìn vàng lên tiếng, đám người lúc này mới yên tâm.
dù sao Diệp Thần không trả nổi, Trịnh Niệm lôi tới là được. Còn thật không có hưởng qua loại rượu này, tối nay thật tốt tốt phẩm nhất phẩm. Phương Quốc Đống đập đi mấy môi dưới, đối với Thâm Niên rượu mông mà nói, mấy trăm ngàn rượu ngon chính là tiên nhưỡng. Diệp Thần, giải ngũ sau đó có sắp xếp gì không? Rượu qua mấy tuần, Phương Quốc Đống như cũ chiếu cố đám người, bạn ta vậy còn ở tuyển người, đãi ngộ cũng không tệ lắm, người hình tượng đi, nhất định là nhất lương cao. Phương Quốc Đống vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Một bên Trịnh Niệm lôi cười hì hì một cái, hắn nếu là biết, trước mắt người đàn ông đã từng cùng những cái kia tay cầm quyền thế người gặp qua mặt, không biết Phương Quốc Đống sẽ là cái gì diễn cảm. Không suy nghĩ, gần đây, Diệp Thần còn muốn làm giải thích, một chàng tiếng gõ cửa truyền tới, tiến vào không phải phục vụ viên, nhưng là một tên mặc đồ bông còng lưng cụ già. Có thể tới nơi đây, đối với lão nhân này thân phận đều là trong lòng hiểu rõ, đây chính là Ngụy Thị tập đoàn tài chính người. Người tới chính là Ngô Ngôn, chỉ gặp hắn cung kính nói, Diệp tiên sinh, tiểu thư bên kia kém không nhiều xong chuyện, nhờ ta mời ngài đến đế vương cung dùng cơm. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Đối với cụ già thân phận, đây chính là vô số cao cấp nhà giàu có vậy muốn cậy thế tồn tại, hôm nay nhưng là đối với Diệp Thần cung kính vạn phần. Tiểu thư, đây chẳng phải là Ngụy gia tam tiểu thư, Ngụy Chi Giao. Đám người trong lòng giống như là nghĩ tới điều gì, đều là cô lỗ một bãi nước miếng. Ta biết Ngô bá, chờ lát nữa ta tự mình đi, trùng hợp ngẫu nhiên gặp các bạn học, cùng mọi người ngồi một chút, Chi Giao bên kia, cùng nàng làm xong ta liền đi qua. Diệp Thần cười đáp lại. Làm phiền Diệp tiên sinh, cụ già vẫn như cũ là mặt mày vui vẻ nhún nhường, khom người sau rời đi. Lâm Tuyết dẫn đầu văng lời thô tục, trời ạ, Diệp Thần ngươi. Ngươi không phải làm lính sao? Làm sao sẽ cùng cái này khách sạn Đông Lan Ngụy Chi Giao biết? Đám người mồm năm miệng mười rối rít hỏi. Một bên Trịnh Niệm lôi nghe được Ngụy Chi Giao ba chữ, ngược lại là thần sắc một hồi thất vọng, mặc dù tự xưng là giá trị nhan sắc thân phận xuất chúng, nhưng cùng Ngụy Thị so với. Nàng Trịnh gia bất quá là chuyện nhỏ thôi, Diệp Thần có người bạn như vậy, Trịnh Niệm lôi đáy lòng có một cổ không khỏi cảm giác mất mát dâng lên. Tình cờ giúp qua một ít bận bịu thôi, Diệp Thần nhấp một miếng trong ly đỏ tươi, chậm rãi mở miệng nói. Sau đó hắn đem lúc trước thiên hành số du thuyền sự việc, xóa cắt bỏ đổi nói ra. Không nghĩ tới ngươi và Ngụy gia tiểu thư còn có như vậy duyên phận, khó trách ngươi thở mạnh đều không xuyễn nói có thể không tính tiền. Lâm Tuyết nghe xong câu chuyện, mới chợt hiểu ra. Vậy không được lại tới mấy chai à? Phương Quốc Đống ở một cái mà, lúc trước vẫn là cái miệng nhỏ vểnh thử. Phục vụ viên, rượu chát cái gì đó bài, lại tới ba bình. Mọi người đều là bị trêu chọc vui vẻ cười to. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Diệp đại ca, hợp đồng bên này tỷ tỷ ta nói chờ lát nữa muốn tới giúp ta làm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngụy Chi Giao thẳng đẩy ra cửa phòng riêng, dáng người thướt tha ở bên trong phòng khách ánh đèn chiếu dọi xuống, phá lệ động lòng người. Một hồi thiên lại bàn giọng truyền vào phòng riêng. Người tới chính là Ngụy gia tam tiểu thư, Ngụy Chi Giao. Diệp đại ca, những thứ này là bạn ngươi sao? Ngụy Chi Giao linh động hai tròng mắt trong nháy mắt, ngắm nhìn bốn phía sau này, khẽ cười hỏi. Mới vừa Ngô gia gia nói người có bạn học ở chỗ này, ta cứ tới đây xem, mong rằng các vị tha thứ, hôm nay hết thảy tiêu xài, do Đông Lan khách sạn lớn trả tiền, cảm ơn mọi người nể mặt đến chơi. Ngụy Chi Giao vẫn như cũ là nụ cười rồi rào. Mọi người ở đây cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần cùng Ngụy gia thiên kim quan hệ, tuyệt không phải vậy. Lời đồn đãi bên trong, cái này Ngụy gia 3000 kim Ngụy Chi Giao, chính là băng sơn nữ thần, nhiều ít tới cửa bái phỏng thanh niên tài tuấn bị trận ngoài cửa, nhiều vô số kể. Mặc dù như vậy, mỗi ngày cái này Đông Lan khách sạn lớn vẫn như cũ là người lui tới lưu nườm nượp không ngừng, chỉ là thấy vậy thịnh thế phương nhan. Diệp đại ca, không bằng kêu mọi người một khối mà cùng ta đi đế vương cung bên kia đi, dù sao cũng đã là chuẩn bị thỏa đáng, cùng đi vậy náo nhiệt. Ngụy Chi Giao thịnh tình mời, dẫu sao Diệp Thần bằng hữu, vậy chính là nàng bằng hữu, ném mở tư nhân tình cảm không nói, Diệp Thần đối với Ngụy gia đã là dùng mọi cách chiếu cố. Một bên Phương Quốc Đống nhìn thấu trong đó con đường, nháy mấy cái ánh mắt, xoay tít con người bò lổn ngổn, Ngụy tiểu thư, đa tạ ngài thịnh tình mời, chúng ta liền không đi qua. Nghe được ngài mới vừa rồi hàn huyên tới hợp đồng, khẳng định cùng Diệp Thần có làm ăn lên chuyện cần bàn,
chúng ta liền không đi làm phiền. Ở chỗ này uống rượu, vậy, Đông Lan rượu, thật là tiên nhưỡng à. Phương Quốc Đống ở một cái mà, sắc mặt đỏ ửng nói. Những lời này, vừa là uyển chuyển cự tuyệt Ngụy Chi Giao thỉnh tình, cũng là cho đủ đối phương mặt mũi, người ta hai người tư tiệc, bản chính là chuẩn bị tốt. Gặp phải bạn học tụ hội đơn thuần là bất ngờ, Ngụy Chi Giao mời, người sáng suốt xem ra chỉ là khách sáo mà thôi. Đám người cũng là tất cả đều lên tiếng phụ họa, cười từ chối. À, cái này, hoàn toàn không quen thuộc buôn bán chiêu thức Ngụy Chi Giao, thật chỉ là thỉnh tình mời, cũng không nghĩ tới như thế nhiều, xem đến mọi người rối rít từ chối, tạm thời tới giữa có chút không biết làm sao. Ngụy tiểu thư, ngài không cần khách khí như vậy, mọi người chúng ta tất cả đều là thật lâu không thấy bạn học cũ, suy nghĩ hôm nay chính là tụ họp một chút, tùy tiện trò chuyện một chút, ngài cùng Diệp Thần có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta đoạn là sẽ không quấy rầy. Lâm Tuyết đôi đũa trong tay xốc lên trước mặt trong mâm món ngon, thả vào mép lại bắt lại, mở miệng nói. Xem cái này Ngụy gia tiểu thư đối với Diệp Thần thái độ, Lâm Tuyết dĩ nhiên là muốn cùng bạn gái thân Trịnh Niệm Lôi đứng ở một bên, Trịnh Niệm Lôi tính cách ôn hòa, chỉ có thể nàng tới đảm nhận trách nhiệm nặng nề, mặc dù không nhất định hơn được, nhưng dầu gì về khí thế không thể thua. Đối với mọi người tại đây tất cả phản ứng, Diệp Thần dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ, vừa muốn mở miệng, trước cửa nhưng là xuất hiện một bóng người. Vậy ký hiệu tính còng lưng thân thể, chính là cụ già Ngô Ngôn. Tiểu thư, lão gia và đại tiểu thư đến, bảo là muốn tự mình tiếp gặp Diệp tiên sinh. Ngô Ngôn lại là ném ra một viên trái bom nặng ký. Tại chỗ bạn học ngươi một mắt ta một mắt, lẫn nhau nhìn lại, cái này Diệp Thần rốt cuộc là thân phận gì? Hắn không phải nói mình chỉ là một làm lính sao? Tại sao như vậy uy phong? Liền Ngụy gia gia chủ cũng muốn đích thân tới nói cảm ơn. Phải biết, Ngụy gia, đây chính là hoa hạ thực lực hùng hậu tập đoàn tài chính, phú khả địch quốc tồn tại. Đối với Diệp Thần một cái bình thường người đàn ông khách khí như vậy. Một bên Lâm Tuyết cũng là đều đần độn mắt, quay đầu nhìn Trịnh Niệm Lôi, ánh mắt kia hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Biết nhà các ngươi Diệp Thần không đơn giản, nhưng đây cũng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết à. Diệp Thần không nói với ta. Hai người đang sử dụng ánh mắt không kẽ hở trao đổi. Nguyên vốn chỉ là lấy là giữa tiểu bối tranh đoạt tình nhân, vậy làm sao bỗng nhiên liền vậy cùng cự phách đều là kéo ra. Phụ thân, Ngụy Chi Giao cũng có chút ngạc nhiên, trợn to hai tròng mắt, gần đây đối với buôn bán không nhạy cảm nàng, hoàn toàn không biết Diệp Thần trong miệng vậy hai cái hạng mục, đối với Ngụy gia sẽ trọng yếu bực nào. Đó là Ngụy Hùng và Ngụy Hàn Thanh vắt hết óc cũng muốn tranh được hạng mục, hôm nay nhưng là bị Diệp Thần hai câu, chắp tay tặng cho liền Ngụy Chi Giao. Người cùng người phụ thân nói qua, Diệp Thần cũng là một mặt nghi ngờ, nhìn Ngụy Chi Giao. Không có à, ta mới vừa chuẩn bị vật liệu, có chút chỗ không hiểu liền cho đại tỷ gọi điện thoại hỏi, nàng nói đích thân tới đây giúp ta làm. Ngụy Chi Giao đem nguyên nhân hậu quả nói cùng Diệp Thần nghe. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, cái này thì khó trách, Ngụy Hàn Thanh hẳn là cùng ngươi phụ thân nói qua. Nhìn Ngụy Chi Giao vậy mây thưa gió nhẹ diễn cảm, Diệp Thần trong lòng biết được, đối với hạng mục này tầm quan trọng, nàng là tuyệt không biết. Nếu không cũng sẽ không như vậy bình thản, Ngụy Chi Giao sở dĩ cuống cuồng, hoàn toàn là bởi vì là người, cùng hạng mục bản thân, không bất kỳ liên quan. Mà Ngụy Hùng cùng Ngụy Hàn Thanh đến, chính là bởi vì hạng mục bản thân giá trị. Muốn đích thân cảm ơn Diệp Thần. Ở Diệp Thần trong mắt, hắn cần người tín nhiệm tới lo liệu cái này hạng mục, không là cái khác, chỉ là công trình này sau lưng trận pháp cùng với át chế linh khí hồi phục. Nói đến ba nhà tất cả đều là duyên phận, lúc này mới tiến tới với nhau. Cốc cốc cốc, một hồi dồn dập giày ra tiếng vang lên, kẹp theo một loạt giày cao gót ken két thanh âm, rất rõ ràng, người đến là dùng chạy. Hô! Phòng riêng vậy chưa đóng kín trước cửa, lại là một bóng người ngăn ở trong đó. Ước chừng 5-60 tuổi, tóc mai gian nhưng là bởi vì bảo dưỡng nguyên nhân, không gặp chút nào vớ lưới trắng, chán tới giữa anh khí không giảm, sáng bóng tóc trải đầu đến sau ót, chính là Ngụy Hùng tự mình. Ở sau lưng hắn, chính là Ngụy gia đại tiểu thư, Ngụy Hàn Thanh. Thời khắc này Ngụy Hàn Thanh cũng là trang hoàng lộng lẫy tham dự, màu tím nhạt giày cao gót tôn lên nàng yểu điệu kia vóc người. Cả người lão luyện ngắn tây trang hiện ra hết chức nghiệp phong độ. Trắng như tuyết cổ lúc đó, giá trị triệu mặt dây chuyền thoáng một cái
lóe bên trong bao xương tất cả mọi người trong mắt. Cái này, đám người một hồi hâm mộ, đây chính là tổng trên báo chí mới có thể nhìn thấy Hoa Hạ nhân vật quan trọng, chân chính kinh tế cá sấu khổng lồ, Ngụy gia người nắm quyền, Ngụy Hùng. Cuối cùng là đuổi kịp. Ngụy Hùng nắm lên trên mặt bàn một bao khăn giấy, quất mấy tờ xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi hột, một cái tiến lên nắm Diệp Thần hai tay, lão lệ tung hoành, lệ nóng doanh tròng. Diệp tiên sinh, đại ân đại đức, ta Ngụy thị, không thể là báo à. Không để ý trước mặt mọi người bảo dáng vẻ, làm bộ liền muốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngụy tiên sinh, này cùng đại lễ, chiết sát Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng đỡ Ngụy Hùng, đây là lần thứ hai Ngụy Hùng quỳ bái. Lần đầu tiên là vậy bên bờ biển, Diệp Thần thi triển thủ đoạn cứu chữa Ngụy Như Đông thời điểm, khi đó là vì bảo toàn Ngụy gia. Hôm nay cái này một bái, chính là phát ra từ đáy lòng. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, ngày xưa có nhiều đắc tội, mong rằng Diệp tiên sinh chớ nên trách tội, sau này có dùng đến ta Ngụy gia địa phương, cứ mở miệng, ta Ngụy thị, chết vạn lần không chối từ. Ngụy Hàn Thanh cũng là hai hàng lệ nóng phun trào. Hướng Diệp Thần cúi người chào thật sâu. Chuyện đã qua, theo gió đi đi. Diệp Thần khẽ than một tiếng, vốn là cùng Ngụy gia duyên phận, hoàn toàn là trên du thuyền Ngụy chi giao một thiện cử chỉ. Diệp Thần là bị cưỡng bức tham gia Ngụy thị phân tranh, cứu kỳ nguyên do, bất quá là một chàng bất ngờ gặp nhau thôi. Cùng Ngụy gia mâu thuẫn, căn nguyên toàn là vì Ngụy chi giao, báo đáp nàng cứu giúp ân. Diệp Thần cùng Ngụy gia, vốn cũng không có khổ đại cừu thâm nghiệt duyên, lại nói chi là chém giết đâu. Hôm nay Ngụy gia có thể dẫn đầu làm cái này Cửu Long Sơn cùng rừng rậm làng du lịch hạng mục, ngược lại là vậy giúp Diệp Thần không ít việc. Cái này hạng mục bản chính là vì che giấu một ít người bình thường khó hiểu tồn tại, cho nên trước chuyện hắn đã cùng Hoa Hạ cao tầng chào hỏi, kêu gọi đầu tư bất quá là đi cái qua trận, cuối cùng người dẫn đầu, phải là Ngụy gia. Ngụy chi giao là Diệp Thần tín nhiệm lại có thực lực kinh tế người. Diệp Thần làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của hắn, đổi một những gia tộc khác, nhiều ít vẫn không quá yên tâm, chỉ có Ngụy gia, Ngô Ngôn mới sẽ hết sức tương trợ, toàn bộ cổ võ giới cũng mới cam nguyện hết sức một phần lực. Ta đã cùng chi giao nói qua, con bé này không tốt buôn bán, mong rằng Ngụy gia chủ cùng Ngụy tiểu thư nhiều hơn trợ giúp. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, dặn dò. Đây là tự nhiên, chi giao chuyện, chính là cả nhà chúng ta sự việc. Ngụy Hàn Thanh dẫn đầu tỏ thái độ nói, hôm nay Ngụy Hùng từng bước lui cư tuyến hai, nếu không phải cái này hai hạng mục lớn sự quan trọng đại, liền hắn đều là sẽ không hiện thân. Diệp tiên sinh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngụy Hùng cũng là thật sâu khom người chào, ở hắn trong mắt, Diệp Thần thành tựu Ngụy gia. Mọi người ở đây đều rối rít hóa đá, cái này Diệp Thần. Sốt cuộc là thân phận gì? Làm lính, chẳng lẽ nói, hắn là chính thức cao tầng. Trong chốc lát cái vấn đề này bao phủ ở đám người trong lòng, rõ ràng ban đầu vẫn là chung một phe bạn học, thời gian như bóng câu qua khe cửa lúc đó, lại thành quốc gia yếu viên. Các ngươi trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị là được. Kêu gọi đầu tư bắt lại sau đó, đúng kỳ hạn bình thường bắt đầu nghiệp vụ là được, có gặp phải không giải quyết được vấn đề, thời gian đầu tiên liên lạc Lục Lăng Phong là được rồi. Diệp Thần lời ấy là trong lời nói có thâm ý khác, không giải quyết được vấn đề, ám chỉ đặc biệt tình huống. Nhưng Ngụy Hùng lại nơi nào nghe cho ra Diệp Thần nói bóng gió. Hắn gật đầu liên tục, vội vàng phân phó Ngụy Hàn Thanh đi xuống chuẩn bị vật liệu, Ngụy Hàn Thanh cũng là cho muội muội nháy mắt, nhưng mà Ngụy Chi Giao còn đang suy nghĩ cùng Diệp Thần bữa cơm. Ngụy Hàn Thanh tự nhiên đối với cái này mới biết yêu muội muội cẩn thận đoán cái thông suốt, nàng ở bên tai nói nhỏ mấy câu, trước cầm nghiệp vụ làm xong, sau này tìm Diệp tiên sinh cùng đi ăn tối cơ hội còn nhiều mà. Dĩ nhiên, cái này nói nhỏ, chứ không giống thường nhân Diệp Thần, ai cũng là không nghe được. Chỉ thấy Ngụy Chi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn bá đỏ, vặn vặn nặn nặn cúi đầu đối với Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ta. Diệp Thần dĩ nhiên là hiểu ý cười một tiếng, Chi Giao, ngươi trước cùng đại tỷ bận bịu, qua hai ngày, ta mời ngươi ăn cơm, dù sao lấy sau cần ngươi giúp địa phương còn không ít đây, lẫn nhau đốc thúc. Ngụy Chi Giao nghe vậy, ngẩng đầu lên, trong mắt bên trong sạch bóng không thêm che giấu, được, một lời đã định. Nói xong, Ngụy Hàn Thanh kéo Ngụy Chi Giao tay nhỏ bé, hai người song song rời đi. Ngụy tiên sinh, có một số việc bất tiện trước mặt nói tới, ta đã để cho Ngô Ngôn lão gia tử nhắn dùm,
chậm chút thời điểm, ngài cầm hắn kêu đi thư phòng, hỏi một chút liền biết, sự quan trọng đại, thận trọng. Giữ bí mật. Ngụy Hùng kê vào lỗ tai lắng nghe, Diệp Thần ở bên tai hắn nói nhỏ dặn dò. Ngụy Hùng nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng hơi gật đầu một cái, Diệp tiên sinh nói, Ngụy mỗ định nhớ kỹ ở tim. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền không quấy rầy Diệp tiên sinh tụ họp. Gia chủ chính là ánh mắt đủ, lôi đi con gái cho Diệp Thần tụ họp không gian. Được, làm phiền Ngụy tiên sinh. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Ngụy Hùng hình bóng rời đi, cửa phòng VIP lần nữa đóng lại. Hồi lâu, không tiếng động. Phương Quốc Đống đánh mấy cái ngủ gật, bỗng nhiên lúc này đứng dậy, mọi người đều là ngắm nhìn hắn, Diệp Thần cũng là nụ cười rồi rào. Thật lâu chưa từng có như vậy buông lỏng tụ họp. CMN, ta trước rụt rè e sợ, hiện tại, cái rượu kia. Phương Quốc Đống ánh mắt híp một cái, nửa người trên cõng nhỏ khóa bao gỡ xuống, đặt ở cái ghế sau đó, chợt ngón trỏ phải hướng về phía vậy giá trị không rẻ rượu chát. Cái này, một người một dương, đạp uống, không say không về. Hắn khẳng khái hùng dũng cất cao giọng nói. Ha ha ha, đám người nhìn gặp bộ dáng này, đều là thoải mái cười to, bầu không khí một thời gian trở lại liền nề nếp, tất cả người khác thường hiểu lòng nhau, lại cũng không đúng trước Diệp Thần hỏi lung tung này kia. Mọi người chỉ lo nói chuyện trời đất, sướng trò chuyện đời người. Thời gian ngay hoảng hốt, trở lại học sinh thời đại. Trong bất chi bất giác, đã là trên mặt trăng ba sào. Cả đám đều là uống được đời người đỉnh cấp, Diệp Thần ai cái đem mỗi người bạn học cũng đưa tới xe, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lần đi biệt ly, có vài người đã là vĩnh biệt. Đời này có lẽ cũng lại không có duyên phận gặp nhau. Giờ phút này Diệp Thần sau lưng, chỉ còn lại có Lâm Tuyết cùng Trịnh Niệm Lôi hai người, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai cô gái cũng là rượu để bụng đầu. Diệp Thần, Ngụy Chi Giao là không lại yêu mến ngươi. Lâm Tuyết sắc mặt đỏ ửng mở miệng nói thẳng, dư quang còn nhìn một chút bên người cúi đầu không nói Trịnh Niệm Lôi. Diệp Thần không biết phải trả lời như thế nào, tạm thời im miệng. Chi Giao nha đầu kia tâm ý, ta cự tuyệt. Diệp Thần thành thật trả lời, lời vừa nói ra, Trịnh Niệm Lôi ngẩng đầu lên, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, tựa như lại là có mấy phần kỳ gửi. Lâm Tuyết cũng là đầu óc mơ hồ, như vậy nữ thần bày tỏ, cự tuyệt. Đầu không xấu xa đi. À, ta hiện tại lưng đeo rất nhiều thứ, một khi thất bại, có lẽ đem sẽ bỏ mình. Lời vừa nói ra, hai cô gái không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, đối với Diệp Thần mà nói, các nàng là rất tin không nghi ngờ, tuổi còn trẻ thì có địa vị như vậy. Hắn cái thúng trên người, không phải là người tầm thường có thể theo dõi. Cho nên, ta không cho được người bất kỳ cam kết gì, nhờ có mọi người thương yêu, nhưng dưới mắt, quả thực là tình huống không quá lạc quan. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng từ hắn biểu tình kia bên trong hai nữ có thể thấy được sâu đậm không biết làm sao. Liền vậy vây quanh vẻ mỉm cười, đều có mấy phần gượng gạo ý. Tốt lắm, ta đưa các ngươi trở về, Lâm Tuyết ngươi là cùng Trịnh Niệm Lôi ở một khối chứ. Diệp Thần chủ động mở miệng, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, hắn vậy không hy vọng hai nữ lại hỏi lung tung này kia. Có ít thứ, không biết chuyện là đối với các nàng bảo vệ tốt nhất. Sau đó Diệp Thần liền phái ra ám điện người mở một chiếc xe, đem hai người đưa về biệt thự, rồi sau đó mình liền rời đi. Nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, Trịnh Niệm Lôi thật lâu không nói. Đi xa, trở về đi thôi. Lâm Tuyết từ trong phòng cầm một tấm thảm, khoác lên Trịnh Niệm Lôi đầu vai. Hắn như thần minh, chúng ta bất quá là người phàm thôi. Lâm Tuyết tự lẩm bẩm. Trịnh Niệm Lôi quay đầu nhìn xem bên người bạn gái thân. Trong mắt nhìn chằm chằm nàng trong nháy mắt, liền Ngụy Chi Giao như vậy cô gái cũng đối với hắn như vậy trước mê. Lâm Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta cùng hắn đều không phải là người một cái thế giới. Để xuống đi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Niệm Lôi đầu vai, không nhiều lời nữa, xoay người đi vào phòng ngủ. Để lại cô Nguyệt chiếu tàn ảnh người đẹp, ảm đạm thần thương, yên lặng trong đêm. Cái này một đêm, định trước chưa chợp mắt. Một đêm yên lặng. Như lửa ánh sáng mặt trời xé ra mặt đất hắc ám, Diệp Thần đứng ở trước bệ cửa sổ, đưa tay đem vậy che phủ ánh mặt trời lụa mỏng rèm cửa sổ kéo ra, mặc cho ánh mặt trời vẩy chiếu lên trên người, trên bệ cửa sổ điện thoại di động chớp mắt, chấn động không ngừng. Tất cả đều là Ngụy Chi Giao gửi tới tin tức. Thời khắc ở hồi báo bộ môn tiến triển trình độ,
cùng với tất cả loại phân tích vẽ tay tư liệu báo cáo, có thể nhìn ra hắn để tâm trình độ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất nồng cốt nội dung không tránh được ân cần hỏi han, quan tâm thể xác và tinh thần một loại nói. Diệp Thần con người đông lại một cái, không biết làm sao lắc đầu một cái đảo giản tin, tay trái trong ly hắc cà phê tản ra thuần thuần mùi thơm, một món phiêu mùi thơm khắp nơi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đáng liền nói chính là, vậy ngày sau, Ngụy Chi Giao trên mình vậy do theo dõi đá cảm nhận được lau một cái dị động cũng là lần nữa biến mất không gặp. Chuyện này, chỉ có Diệp Thần một người biết được, hắn cũng không có bứt dây động dừng. Hắn ở chờ. Âm ma thiên thạch lai lịch phỏng đoán và luân hồi huyền bi so sánh, đều không coi là kém. Càng loại cấp bậc này tồn tại, hắn xử lý thủ đoạn liền càng muốn chú ý. Tích tích tích. Một cái đặc thù tin nhắn ngắn đưa tới Diệp Thần chú ý. Vậy muôn vàn cái chú thích Ngụy Chi Giao phát gửi tới tin tức bên trong, Kim Lãnh Nhạn thứ nhất tin tức đưa tới Diệp Thần chú ý. Hôm nay kêu gọi đầu tư hết thảy bình thường. Ngụy gia cuối cùng thuận lợi lấy được bộ môn quyền chủ đạo, những nhà khác tập đoàn tài chính không hề bình, nhưng ám điện thành viên đã tham gia, tung không dậy nổi sóng gió, hạng mục đúng kỳ hạn khai triển. Ngụy gia tam tiểu thư Chi Giao trên mình, theo dõi đá lần nữa thoáng qua lau một cái dị động. Cái này nhắn lại câu nói sau cùng, lần nữa đưa tới Diệp Thần chú ý, lại có dị động. Đây đã là lần thứ hai, xem ra tình huống không quá lạc quan, phải điều tra rõ ràng mới có thể tiếp tục kế tiếp hành động. Này, Chi Giao sao? Diệp Thần bấm Ngụy Chi Giao điện thoại di động, hôm nay kêu gọi đầu tư vẫn thuận lợi chứ? Ngụy Chi Giao đầu kia thanh âm mừng rỡ truyền tới, đem sự tình nguyên nhân hậu quả nói cho Diệp Thần nghe, ngược lại là xảy ra một ít khúc nhạc đệm. Nhưng lớn kém không kém cùng Kim Lãnh Nhạn báo cáo giống in. Diệp Thần quyết định một đao thẳng vào, nói chúc mừng ngươi à, nói lần trước sau khi chuyện thành công mời ngươi ăn cơm, liền tối nay đi. Ngươi có rảnh không? Hắn phải thấy Ngụy Chi Giao đây, cùng nàng xác định nguyên ủy mới được. À, tối nay sao? Ngụy Chi Giao đầu kia thanh âm rõ ràng có chút kích động, có thể, ta có thời gian. Được, vậy thì buổi tối gặp mặt tường trò chuyện. Nghe chiếc điện thoại đầu kia truyền tới tút 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 lại không tín hiệu thanh âm, Diệp Thần giơ chiếc điện thoại tay phải chậm rãi buông xuống, chân mày chê xuyên ký tự số, nhưng ở thời khắc biểu thị có chuyện muốn phát sinh. Tiếp tục theo dõi âm ma thiên thạch, Ngụy Chi Giao sự việc, ta tự mình theo vào, một khi gặp nguy hiểm, tất cả người thời gian đầu tiên rút lui. Diệp Thần một điều cuối cùng tin tức, hồi phục Kim Lãnh Nhạn. Buổi tối 8 giờ. Khách sạn Đông Lan. Đế vương cung phòng riêng. Diệp đại ca, buôn bán khối này ta chân thực vẫn là có chút thiếu sót, đoạn thời gian này, may mà đại tỷ hết sức tương trợ, mới may mắn không làm nhục mệnh. Ngụy Chi Giao đứng dậy, kêu tất cả phục vụ viên đều là đóng cửa lại lui đi. Nàng giơ tay lên bên bình trà, tự mình châm trà rót cho Diệp Thần. Không sao, người tuổi tác còn nhỏ, những thứ này học vậy mau, hôm nay trừ cho ngươi ăn mừng ra, còn có một chút chuyện. Diệp Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đũa còn không cầm lên qua, đế vương trong cung bầu không khí đã có chút đọng lại. Ở gặp phải ta trước, người có hay không đụng gặp qua người kỳ quái, cũng hoặc là chuyện kỳ quái. Gặp phải ngươi trước, Ngụy Chi Giao tay chống cằm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có đầu mối, cũng không có bất kỳ dị thường nào tình huống phát sinh à, muốn gặp nguy hiểm, làm sao có thể sau đó sẽ gặp ngươi. Mấy phen suy nghĩ, Ngụy Chi Giao vẫn là đầu óc mơ hồ. Ngươi tới đây, Diệp Thần tỏ ý bàn ăn đối diện Ngụy Chi Giao cách mình gần nhất chút, hắn lo lắng, Ngụy Chi Giao trí nhớ bị người động tới tay chân. Rất có cái loại này có thể, một khi có bộ phận trí nhớ bị phong ấn, như vậy người trong cuộc hoàn toàn không biết nhớ nổi đã từng một đoạn phát sinh qua câu chuyện, cho đến phong ấn trí nhớ lực lượng biến mất, hoặc là một cái đặc định cảnh tượng, mới có thể trí nhớ lại xuất hiện. À, Ngụy Chi Giao nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương, đến gần Diệp Thần chân nhỏ bước cũng là di chuyển. Gần chút nữa, ta lại sẽ không đem ngươi ăn. Ngụy Chi Giao cử chỉ để cho Diệp Thần có chút sở khóc sở cười. Diệp đại ca, có phải hay không quá nhanh một chút? Ngụy Chi Giao sắc mặt đỏ ửng, mắc cỡ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Thần, nghe Diệp Thần trên mình nhàn nhạt mùi vị, nàng bên tai cũng nhiễm đỏ phong trần. Nghĩ gì vậy, nha đầu? Diệp Thần lúc này mới chú ý tới Ngụy Chi Giao diễn cảm tình con bé này, cầm mình muốn trở thành người nào. À, Ngụy Chi Giao biết rõ mình hiểu sai ý,
lật đật tới giữa ngẩng đầu lên, trùng hợp Diệp Thần chỉ một cái nhẹ nhàng điểm vào trán nàng, đầu ngón tay một đạo yếu ớt thanh mang thoáng qua, Ngụy Chi Giao môi đỏ mỏng khẽ cắn, trên mặt vẻ mặt như là cờ bay phất phới. Bất quá là chốc lát quang cảnh, Diệp Thần buông chỉ một cái, Ngụy Chi Giao mấy tức sau đó, khôi phục vẻ mặt, nàng diễn cảm có chút phức tạp, rất hiển nhiên, vậy đoạn mất đi trí nhớ, nàng cũng nhìn thấy. Diệp đại ca, hắn. Ngụy Chi Giao muốn giải thích, cũng không biết làm sao mở miệng. Đảm nhiệm cũng không ai có thể tiếp nhận, đầu óc bên trong đột nhiên giống như là chiếu phim vậy xảy ra các loại sự việc, quay đầu mới phát hiện, vậy điện ảnh nhân vật chính đúng là mình. Vậy tất cả trải qua, đều là thật sự tồn tại, vô luận tốt cùng xấu xa, đều là sau mới phát giác. Diệp Thần rõ ràng giờ phút này Ngụy Chi Giao cảm thụ, chỉ gặp đầu ngón tay hắn thanh mang chớp mắt, từng giọt một chút xíu trí nhớ tiệm xu rút đi, ngươi là vô tội, đối với ngươi mà nói, hiện tại mới là kết cục tốt nhất, còn dư lại, giao cho ta đi. Diệp Thần nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại một tiếng, Ngụy Chi Giao bóng người nhiều lần lay động, Diệp đại ca, ngươi. Nhìn bé gái lại là ửng đỏ sắc mặt cùng vậy bá đỏ bên tai, Diệp Thần khẽ cười một tiếng, mới vừa rồi vậy hết thảy, quên chính là tốt nhất. Không việc gì, ta đại khái đã rõ ràng, chúng ta ăn cơm đi, lần trước không có trên, tối nay bổ sung. Diệp Thần dẫn đầu động đũa, ăn ngốn nghiến. Ngụy Chi Giao thấy vậy, cũng là cười hì hì một cái, ngồi vào Diệp Thần bên người, một khối mà dùng tiệc. Trong đó thương lượng một ít bộ môn công việc, không có những thứ khác. Đưa Ngụy Chi Giao trở về sau đó, Diệp Thần trở lại mình chỗ ở, trong đó Kim Lãnh Nhạn đã tới một chuyến, hồi báo một ít công việc tương quan sau đó mới rời đi. Buổi tối Diệp Thần nằm ở trên giường, nhắm mắt nhưng là chút nào không buồn ngủ, vậy đoạn trí nhớ còn đang đầu óc bên trong phát lại, làm hắn suy nghĩ mãi không xong. Ngược lại là và ta gặp gỡ có chút giống, xem ra là lau đi liền tất cả mọi người trí nhớ. Trong hình vẫn như cũ là chiếc kia du thuyền, thời gian ngược dòng đến gặp phải Diệp Thần trước. Một chiếc to lớn du thuyền chạy ở một phiến rộng rãi vô tận vùng biển bên trên. Du thuyền sang trọng trên boong thuyền, vẫn là tên kia mặc màu trắng đồ vận động, ước chừng hơn 20 tuổi buộc tóc đuôi ngựa bím tóc thiếu nữ, nhìn phương xa vô biên vùng biển, từng cơn ngẩn người. Ồ, bên kia làm sao nóng như vậy nháo? Chỉ gặp trên boong thuyền đầu người nhốn nháo, rất nhiều du khách hội tụ một đường. Thiếu nữ cũng là bị dòng người hấp dẫn đi ánh mắt. Chính là Ngụy Chi Giao, nàng nhẹ giọng hướng về phía bên người Ngô Ngôn nói câu, Ngô gia gia, chúng ta đi xem. Chỉ gặp vậy trên boong, một tên sắc mặt tái nhợt người trung niên lảo đảo nghiêng ngã vùng vẫy, hướng boong cuối đi tới, tựa hồ là muốn một đầu ghim vào trong biển. Có thể hắn tình trạng thân thể, đã rất khó chống đỡ mình đi tiếp, bên trên khách xem mắt thấy người này tình huống không đúng, cũng đều lần lượt nhìn chăm chú. Ngược lại là không một người dám lên trước đỡ một tí, làm trò đùa, xảy ra nhân mạng, không người nguyện ý gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Đáng ghét, trung niên kia người chỉ là gào thét một tiếng, một bước cuối cùng bước ra, nhưng là vô luận như thế nào vậy không bước ra bước thứ hai, đột nhiên ngã quỵ ở trên boong. Tên này là người nào à? Làm sao để cho bệnh này số lên thuyền? Thật xui. Đám người bên trong ngươi một lời ta một lời, nhưng là ai cũng không nguyện ý tiến lên. Ngô gia gia, đỡ hắn đi vào. Thiếu nữ thấy vậy, nhướng mày một cái, người đàn ông trung niên thân phận, trên thuyền cũng không người nào biết hiểu, vậy không biết hắn là như thế nào lên thuyền. Ngụy gia tam tiểu thư quả thật là lòng dạ Bồ Tát. Đúng vậy, Ngụy gia có cô gái này, không được à? Hừ, tam muội, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Ngụy Như Đông bước nhịp bước chậm chậm tới, nhị tỷ, thấy chết mà không cứu sự việc. Ta thượng còn không làm được, người này, ta nhất định phải cứu. Một cái người sắp chết, như thế nào cứu? Ngụy Như Đông liếc một mắt vậy hấp hối người trung niên, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, giờ phút này nếu như đưa bác sĩ thượng còn có một đường sinh cơ, ở nơi này trên du thuyền, sợ là. Ngô gia gia, hỗ trợ, thiếu nữ chỉ bên người cụ già, hướng về phía Ngụy Như Đông nhẹ giọng nói, Ngô gia gia chính là cao nhân, cả người tu vi không lường được. Hắn như ra tay, tất có thể cứu hắn họ tánh mạng. Cụ già không nói gì, còng lưng thân thể, đem vậy cường tráng người đàn ông trung niên lại là nhẹ nhàng ôm lấy, hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Tu vi, Ngụy Như Đông nhìn rời đi Ngụy Chi Giao cùng cụ già, nhẹ nhàng dù gì nói, tìm Tần Phong tới, có chuyện thương lượng. Tiểu thư,
có lúc người cái này lòng dạ Bồ Tát, sẽ đắc tội không ít người. Ngụy Chi Giao buồng bên trong phòng, cụ già Ngô Ngôn nhẹ giọng nói. Ngụy gia sự việc, oán hận chất chứa đã lâu, từ từ đi, ta tin tưởng các tỷ tỷ cũng không phải kẻ ác, chỉ là có chút tạm thời khó mà tiếp nhận thôi. Ngụy Chi Giao nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Hắn thế nào? Đã không việc gì, không lâu liền sẽ tỉnh lại. Làm phiền Ngô gia gia. Hụ hụ. Bất quá đã lâu, vậy trên giường nhỏ người trung niên mấy tiếng ho khan, một hơi máu đen ói trên đất, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Ngô Ngôn chau mày, vốn cho là người bình thường, lúc này hắn mới chú ý tới, trước mắt người đàn ông trung niên, tuyệt không phải người thường. Lại thực lực sâu không lường được. Ngươi là ai? Cụ già Ngô Ngôn lắc người một cái, đem Ngụy Chi Giao bảo vệ ở sau lưng, nghiêm nghị hỏi. Ha ha ha, yên tâm đi, ta mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng còn sẽ không đối với có ân tại người ta hạ độc thủ. Người trung niên sắc mặt như cũ thảm trắng, tay phải che ngực chỗ, cười xong ngay sau đó lại là mấy tiếng lớn hụ, mấy hớp máu đen khạc ra, hắn tựa hồ dễ chịu hơn một ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Ngôn đã cảm thấy không đúng, trong tay linh lực hiện lên, làm bộ liền muốn một chưởng kết thúc người đàn ông trung niên tánh mạng. Ha 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 ha, vậy trọng thương nam tử một số gần như điên cuồng cười nói, ta thay đổi chủ ý. Người trung niên tròng mắt chớp mắt, che ngực tay phải không có chút nào động tác, tay trái chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cụ già Ngô Ngôn thân thể chính là thẳng bay ra, nặng nề nện xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Chi Giao nơi nào gặp qua cái này cùng chiến trận, dĩ nhiên là khẩn trương không được, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng nàng đồng thời cũng là một người thông minh, giờ phút này cầu xin tha thứ, chỉ sẽ để cho kẻ địch xem thường nàng. Tâm tính vậy tốt, người trung niên khá là tán thưởng vậy gật đầu một cái, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, người ta có duyên phận, lại duyên phận chưa hết, chúng ta còn sẽ tạm biệt. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Một đạo trên trời hạ xuống thần mang đáp xuống thiên hành số bên trên, nguyên chiếc du thuyền dâng lên một hồi quang vụ, người trung niên xé ra trước mặt không gian, một đạo vực sâu kẽ hở lộ vẻ hiện ra. Hắn nhảy một cái mà vào, từ đó biến mất. Kỳ quái, luôn cảm giác chuyện gì xảy ra, Ngụy Chi Giao lắc đầu một cái, cũng không để ở trong lòng. Hình ảnh chớp mắt, thời gian đã tới 3 ngày trước. Chính là khách sạn Đông Lan, Ngụy Chi Giao bên trong phòng làm việc. Vẫn là thần bí kia nam tử, lần nữa đặt chân. Ngươi là ai? Ngụy Chi Giao có chút bất ngờ, trước mắt nam tử nàng hẳn không từng gặp qua mới được. Ngươi không nhớ ta rất bình thường, nhưng là ngày hôm nay tìm ngươi tới, có chuyện cần ngươi làm quyết định, một cái đủ để chấn hưng ngươi Ngụy gia quyết định. Người trung niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giọng bên trong mãnh liệt yêu cầu ý, không cho phép nghi ngờ. Ngụy Chi Giao cảm nhận được người thần bí trên mình vậy rét lạnh âm lãnh hơi thở, biết rõ đối phương tới ý bất thiện, gần đây ta Ngụy gia làm ăn khá là phong phú, ta cũng là mới vừa đón lấy Ngụy gia, trong chốc lát có rất nhiều làm ăn xử lý không đạt tới. Ta có thể chờ ngươi, bất quá thời gian có hạn. Người trung niên thẳng cắt đứt Ngụy Chi Giao giải thích. Âm Hải Bắc Phực, nơi đó có ít thứ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Người trung niên đối với Ngụy Chi Giao tà mị cười một tiếng, giao dịch giữa chúng ta, giới hạn tại ngươi ta. Hắn nói xong liền làm dấu chớ có lên tiếng. Đầu ngón tay hàn mang chớp mắt, Ngụy Chi Giao ánh mắt mê ly lên. Cùng nàng phục hồi tinh thần lại, bên trong phòng làm việc hết thảy như thường, tựa hồ hết thảy cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Ngụy Chi Giao sắc mặt bình tĩnh, cũng không gặp từng có bất kỳ cố xảy ra chuyện. Diệp Thần chợt mở ra hai tròng mắt. Âm Hải Bắc Phực. Hắn không có đối với Ngụy Chi Giao ra tay, là đang đối với ta truyền tín hiệu lại. Cái này các thủ đoạn, hắn rất hiển nhiên vậy rõ ràng, ta sẽ dò xét đến. Vẫn là cho ta tin tức. Bất luận như thế nào, một chiêu này, Diệp Thần phải đón đỡ, địch ở trong tối hắn ở sáng, đây là duy nhất phương pháp. Hơn nữa âm ma thiên thạch đã theo dõi Ngụy Chi Giao, nếu như hắn không theo ý đối phương tra được. Thậm chí Ngụy Chi Giao tánh mạng vậy sẽ khó giữ được. Âm ma thiên thạch, hoa hạ âm hải bắc vực, Diệp Thần tự lẩm bẩm, phía trước chờ đợi hắn, là vô tận sát chiêu. Còn có một loại có thể, cái này âm ma thiên thạch, đích xác là muốn cầu cạnh Ngụy Chi Giao, cho nên mới 5 lần 7 lượt, dù là không tiếc bị ta phát hiện tung tích, cũng phải tiếp xúc nàng. Nghĩ đến đây,
Diệp Thần quyết định ở Ngụy Chi Giao bên người ẩn núp mấy ngày, yên tĩnh chờ đợi âm ma thiên thạch bước kế tiếp tính toán. Không bước dây động rừng, có lẽ là trước mắt xem ra phương thức tốt nhất. Đúng như dự đoán, 3 ngày sau hoàng hôn. Phòng làm việc bên trong Ngụy Chi Giao tắt máy vi tính, trong đầu đều là hạng mục tiến triển nàng, thuận tay cầm lên bên người tay sách bao, vừa nghĩ sự việc sẽ phải rời khỏi. Một hồi gió lay qua, cửa mở ra. Ngụy Chi Giao nhìn vòng quanh ngoài cửa, lại không một người, giữa lúc nàng nghi ngờ chuẩn bị lần nữa khóa cửa để gặp, sau lưng trên ghế salon lại truyền tới một đạo người đàn ông tiếng. Ngụy tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm kia bên trong tiết lộ ra nhàn nhạt lười biếng hơi thở, bất cần đời dáng vẻ làm người ta vô cùng không thư thích. Ngụy Chi Giao rất hiển nhiên bị thanh âm này sợ hết hồn, xoay người nhìn lại, mình vậy trước bàn máy vi tính ghế salon bằng da thật, chẳng biết lúc nào, một tên người đàn ông đồ đen đã là vểnh lên trước hai chân nhờ tai nhìn mình. Ngụy Chi Giao thần sắc có chút bối rối, trầm giọng nói, người rốt cuộc là người nào? Ở gặp qua Diệp Thần thủ đoạn sau đó, Ngụy Chi Giao cũng từ từ hiểu cũng tiếp nhận, trên cái thế giới này luôn có một nhóm người, siêu thoát người thường hiểu tồn tại. Nhưng là người trước mắt, nàng cũng không nhận ra. Ngụy Chi Giao không biết là, nàng trí nhớ ở chỗ này trước bị người động tới tay chân. Ha ha ha, chúng ta nhưng mà bạn cũ, bất quá ngươi không nhớ ta rất bình thường, ta tới chỉ muốn nói cho ngươi, cách Diệp Thần Viễn một chút. Cái đó hạng mục, người Ngụy gia tốt nhất không muốn chấm mút. Nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Âm ma thiên thạch lời vừa nói ra, trong phòng nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống mấy cái cấp bậc, lặng yên không tiếng động trong phòng làm việc, có chỉ là Ngụy Chi Giao nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Âm ma thiên thạch có thể cảm giác đến, thời khắc này Ngụy Chi Giao, rất là khẩn trương. Người ta cũng coi là bạn cũ, ta không cần phải lừa gạt ngươi, ngươi giúp qua ta, mà ta cũng cần ngươi, âm Bắc Hải vực. Ngụy gia đem từ nơi này đi về phía đỉnh cấp. Trên ghế salon âm ma thiên thạch chắp hai tay, khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với kế hoạch của mình có vô hạn tự tin. Ngay vào lúc này, Ngụy Chi Giao nhưng là mắt đẹp đông lại một cái, nói, người dựa vào cái gì nói có thể để cho Ngụy gia quật khởi. Ước chừng bằng vào mấy câu nói, liền muốn để cho ta đã tuyệt vọng rồi vì ngươi làm việc. Ngươi cũng có phần quá để ý mình liền chứ. Ngụy Chi Giao chữ bên trong hành gian rất chắc chắn, Diệp Thần hạng mục có thể để cho nàng Ngụy gia kiếm được tiền. Mà ngươi, chỉ có một lời. Như vậy đi, 3 ngày sau, ngươi tới âm Bắc Hải vực đến nơi hẹn, ta tự mình nói cho ngươi, tại sao? Âm ma thiên thạch kính ngồi dậy, nhìn Ngụy Chi Giao trong mắt bên trong tràn đầy thành ý, hắn thành thực di động bước chân đến Ngụy Chi Giao phụ cận, mặt gần sát mái tóc của nàng, nhẹ nhàng một ngửi, thật là làm cho ta say mê mùi vị, 3 ngày sau, không gặp không về. Nói xong, âm ma thiên thạch bóng người chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Phảng phất từ không xuất hiện qua. Hô! Ngụy Chi Giao thở ra một hơi dài, cùng tên như vậy giao tiếp, quả thực nguy hiểm, một cái không cẩn thận bị nhìn ra sơ hở, sợ rằng lấy tên này xảo quyệt, sẽ lập tức chạy trốn xa, lại phải tìm được tung tích của hắn, chính là khó lại càng khó hơn. Cùng lúc đó, Đông Lan lớn trước cửa khách sạn vẫn như cũ là ngựa xe như nước, buổi tối tan việc cao đỉnh, dòng người kẹt. Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, đầu người nhốn nháo. Một cái quần áo đen liền nón áo khoác người đàn ông dựng thân tại dòng người bên trong, yên lặng. Nhìn vậy cách đó không xa mấy chục tầng mắc tiền cao ốc, trong miệng tự lẩm bẩm, Ngụy Chi Giao, người lấy là ta không biết ngươi và Diệp Thần mưu đồ. 3 ngày sau, người tốt nhất chỉ một thân một mình tới, nếu như. Giao thông đèn tín hiệu do đỏ chuyển lục, thân ảnh kia biến mất ở mờ mịt biển người bên trong. Đường xe chạy trên nước lũ chìm ngập thời gian tồn tại qua chứng cớ. Hình ảnh quay về, Đông Lan khách sạn lớn, Ngụy Chi Giao bên trong phòng làm việc. Diệp đại ca, người nói chúng ta mới vừa rồi biểu diễn, có hay không ra sơ suất? Ngụy Chi Giao hướng về phía Diệp Thần hỏi. Ta cũng không thể nói, cái này quả thực xảo quyệt, cùng ngươi thấy 3 lần mặt, 3 phó bất đồng khuôn mặt. Hơn nữa đối với Hoa Hạ quy tắc nắm trong tay năng lực xa xa vượt qua ta nhận biết. Thực lực mặc dù không như ta, nhưng ở Hoa Hạ, hắn như hổ thêm cánh. Diệp Thần cũng là mặt cười khổ, không có nắm chắc. Ngụy Chi Giao đầy mặt vẻ khiếp sợ, 3 lần. Nàng mình tại sao một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi trí nhớ bị động qua tay chân, từ loại nào đó trình độ mà nói, đây đối với ngươi mà nói, cũng là một loại bảo vệ. Diệp Thần tựa hồ biết Ngụy Chi Giao muốn hỏi gì, dẫn đầu mở miệng trước cắt đứt nàng.
Bất quá, bắt đầu từ bây giờ, người được gia nhập vào, cái tên kia sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Thần mặt đầy ngưng trọng thần sắc, bất quá mặc dù đổi ba phó khuôn mặt, nhưng là Diệp Thần vẫn cảm giác được, người tới cũng không phải là bổn tôn, nếu không thời gian đầu tiên Diệp Thần liền ra tay chân áp. Mới vừa rồi âm ma thiên thạch cùng Ngụy Chi Giao đối thoại, Diệp Thần liền trong bóng tối nghe, hắn có thể tin chắc, đối phương không có cảm giác được hắn tồn tại. Cái này chẳng biết tại sao, vậy là bị tổn thương, sợ rằng và Linh Nhi có liên quan, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, khả năng này là chúng ta một cái cơ hội. Diệp Thần suy đoán nói. Dẫu sao từ trước Ngụy Chi Giao trong trí nhớ có thể theo dõi một phen, tên này nhất định là bị thương trên người, trong thời gian ngắn ngủi, không thể nào phục hồi như cũ. Nhưng âm ma thiên thạch tại sao theo dõi Ngụy Chi Giao, hoặc là Ngụy gia, cái này làm cho hắn suy nghĩ mãi không xong. 3 ngày sau, ta cùng ngươi cùng đi trước âm Bắc Hải vực. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Ngụy Chi Giao cũng biết chuyện nghiêm trọng, huống chi, chỉ cần cùng Diệp Thần chung một chỗ, bất luận là làm gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Được, 3 ngày sau, chúng ta cùng nhau đến nơi hẹn. Diệp Thần đem khách sạn Đông Lan bên trong hết thảy tình huống, cũng là tất cả đều cho biết liền ám điện Lục Lăng Phong cùng với Long Hồn Kim Lãnh Nhạn các người. Những thứ này hành động bọn họ có thể không cần tham gia, nhưng phải biết. Cái này đối với mình sau này mưu đồ, có lẽ có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Thậm chí có thể bàn việc nguyên phiến thế cục. Dĩ nhiên đây là nói sau. 3 ngày sau, thiên hành số du thuyền. Hôm nay vậy hoa hạ nhất là xa hoa du thuyền, sắp lần nữa khởi hành, mà lần này, lớn như vậy du thuyền bên trên, chỉ có 3 tên hành khách. Thân kiêm hộ vệ cùng với cầm lái tay cụ già Ngô Ngôn, Diệp Thần cùng với Ngụy Chi Giao. Lần này đến nơi hẹn, không biết phía trước tình huống như thế nào, một khi mang theo người ngoài, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên lần này xuất hành, chỉ có 3 người biết. Diệp tiên sinh, lập tức liền muốn đến gần vậy âm Bắc Hải vực. Cụ già Ngô Ngôn nhìn phía trước vậy mây đen dày đặc sấm sét chồng chất tầng mây, chẳng biết tại sao, luôn có một loại lòng rung động cảm giác. Diệp Thần im lặng, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua buồng lái thủy tinh nhìn về phương xa. Mở lái tự động kiểu mẫu đi, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi gặp một lát người bạn cũ này. Nói xong, Diệp Thần dẫn đầu xoay người hướng bong thuyền đi tới, Chi Giao. Vẫn là phải phiền toái ngươi, ta trong bóng tối bảo ngươi chu toàn. Ngụy Chi Giao cùng gật đầu, chẳng biết tại sao, chỉ cần cùng Diệp Thần chung một chỗ, dù là con đường phía trước không biết, tổng vẫn là an tâm. Thời khắc này trên bong, cụ già Ngô Ngôn cùng Ngụy Chi Giao đứng yên. Một người già một trẻ, che dù không nói, an tâm chờ. Trong thoáng chốc, gió lớn gào thét, mặt biển cuồn cuộn. Sóng lớn tựa hồ cần phải đem cái này cực kỳ xa hoa du thuyền cắn nuốt đi. Hừ, cụ già Ngô Ngôn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhấc chân phải lên nhẹ nhàng đạp một cái, vậy nguyên bản nghiêng bánh xe lớn lại miễn cưỡng dừng lại lật đổ dấu vết. Vậy nhẹ nhàng dậm chân một cái, nguyên bản vậy gào thét phiên trào mặt biển, lại cũng là khôi phục bình tĩnh. Một cổ màu đen sức lực gió lay qua thuyền mặt, 5-3 tia màu đen gió mát, xếp thành một bóng người. Đứng lẳng lặng tại 2 người cách đó không xa. Ngụy tiểu thư, ngươi tới. Ngụy Chi Giao trong lòng có chút kinh ngạc, quả nhiên lại là một bộ khuôn mặt mới, cùng 3 ngày trước phòng làm việc gặp nhau lúc không cùng, người này không ngờ là biến ảo tướng mạo. Ngược lại là một bên cụ già Ngô Ngôn phát ra một tiếng quái than, là ngươi. Mặc dù Ngô Ngôn trí nhớ cũng bị thanh trừ qua, nhưng hắn dẫu sao là nhất định có tu vi trong người. Hôm nay vẫn là ở trên chiếc thuyền này, giống nhau trên bong thuyền. Hắn nhớ lại đã từng là hết thảy. Đáng chết, lúc đầu ta trí nhớ bị động qua tay chân. Ngô Ngôn ánh mắt bên trong trải qua một chút sát ý. Cái này một chút sát ý, bị âm ma thiên thạch rất khôn khéo bắt được. Âm ma thiên thạch chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra lão gia tử vẫn là nhớ ra rồi, làm thật không tệ. Hôm nay âm ma thiên thạch cùng 2 người gặp nhau. Dùng chính là lần đầu gặp nhau thời điểm, vậy người trung niên tướng mạo. Bất quá, cái này cũng không thể trở thành ngươi tùy ý cản rỡ vốn. Chứ bên trong hành gian, âm ma thiên thạch giọng đổi được xâm lạnh lên, chỉ là chăm chú nhìn vừa nhìn, cụ già Ngô Ngôn bóng người chính là như bị đòn nghiêm trọng. Phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở uể oải tê liệt ngã xuống đất. Người cái này thân tu là, thả ở trên trái đất đích xác là có thể ngạo thị quần hùng, nhưng ở bổn vương trong mắt.
liền con kiến hôi cũng không bằng. Âm ma thiên thạch cười ha ha một tiếng, người trung niên khuôn mặt hạ, một bộ tà mị nụ cười nâng lên. Đủ rồi. Ngụy Chi Giao một cái ngăn ở cụ già trước người, hướng về phía âm ma thiên thạch trầm giọng nói, ta hôm nay tuân theo ước định, tới đến nơi hẹn, người có thể đem ngươi kế hoạch nói cho ta đi. Nàng ánh mắt bên trong chắc chắn, nhìn thẳng người trung niên. Âm ma thiên thạch nhiều hứng thú nhìn Ngụy Chi Giao, chợt khẽ gật đầu một cái, Ngụy tiểu thư, ta nên nói ngươi thông minh đâu? Hay là nên nói ngươi tự cho mình là thông minh đâu? Lời vừa nói ra, Ngụy Chi Giao trong mắt bên trong một chút thần sắc hốt hoảng thoáng qua, một màn này, nhưng là bị âm ma thiên thạch khôn khéo bắt được. Cái này một tí, lại là tỏa thật hẳn ý nghĩ trong lòng. Kế hoạch, ta để cho ngươi một mình tới, ngươi có thể chưa có hoàn toàn tuân thủ ước định của chúng ta sao? Âm ma thiên thạch tà mị cười một tiếng, tựa hồ dự liệu được cái gì, hướng về phía trong hư không, nhẹ nhàng nói, Diệp thần, tới đã tới rồi. Con rùa đen giúp đầu được làm, cũng không phải là ngươi phong cách. Ngươi nhưng mà có võ tổ đạo tâm và lăng tiêu võ ý tồn tại đâu. Lời vừa nói ra, Ngụy Chi Giao than thầm một tiếng không ổn, mình cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở. Ngươi quả nhiên thông minh. Trên bong phương, một đạo tiếng nổ thoáng qua, chẳng biết lúc nào, Diệp thần bóng người đã là đứng ngạo nghễ tại trong hư không. Từng tia lôi mang tựa như từ Diệp thần bên người lướt qua. Làm cho này cái lãnh đạm người đàn ông tăng thêm mấy phần như thần xuống trần chói mắt cảm. Thật ra thì Diệp thần có chút bất ngờ, mình ở Hoa Hạ chưa từng thi triển qua võ tổ đạo tâm và lăng tiêu võ ý, thậm chí võ đạo cũng xuống cấp, lại nữa vận dụng vực ngoại võ đạo, nhưng đối phương lại nhìn thấu lai lịch của mình. Quả thực không bình thường. Âm ma thiên thạch nhìn trong hư không Diệp thần, nụ cười hơn nữa tùy ý ngông là, người lấy làm tướng mình hành tung ẩn núp tại trong hư không. Ta liền không phát hiện được ngươi. Vẫn là quá non nớt, cái này nha đầu khác thường cử chỉ, sớm đã đem ngươi bán đứng. Diệp thần im lặng, nhìn phía dưới gần như điên cuồng người đàn ông trung niên, trong mắt hắn bên trong, sát ý không thêm che giấu. Vô luận như thế nào, hôm nay ở chỗ này đánh chết lão này. Tên này là Hoa Hạ linh khí dị biến chỗ cốt lõi. 3 ngày trước, ta cũng đã biết ngươi ở. Âm ma thiên thạch vẫn như cũ là trước núi lớn sụp đổ mà sắc không thay đổi, cân nhắc từng câu từng chữ mở miệng nói. Cái gì, âm ma thiên thạch lời vừa nói ra, Diệp thần trong lòng trào lên một chút cảm giác không ổn. Người bất quá là một bị ta đùa bỡn tại vỗ tay tới giữa người thôi, thành tựu bàn cờ này trước món, người vẫn là hợp ta khẩu vị. Âm ma thiên thạch khinh thường liếc mắt một cái Diệp thần, ngược lại là ngươi cái này bé gái, ta hảo tâm ban phúc tại ngươi. Ngươi ngược lại là cầm ta làm kẻ ngu lừa gạt, ta sớm muộn phải để cho ngươi rõ ràng, đắc tội ta kết quả. Hắn liếm môi một cái, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ha 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 ha. Tùy ý nụ cười làm được bầu trời sấm sét tàn phá đổi được hơn nữa cuồng bạo, âm ma thiên thạch quay đầu lại cùng Diệp thần hai mắt nhìn nhau một cái, lần sau gặp mặt, chính là ngươi ngày rỗ. Bất quá trước lúc này, tiểu nha đầu này mệnh, ta thu. Âm ma thiên thạch sấm sét nhất kích, liền phải hướng Ngụy Chi Giao ra tay. Ta Diệp thần người, người không có tư cách động. Diệp thần tâm niệm vừa động, linh lực và quy luật thúc dục, ngay lập tức tới giữa, Diệp thần cùng Ngụy Chi Giao bóng người cũng đã là đổi cho nhau vị trí. Diệp thần xuất hiện ở âm ma thiên thạch công kích trên bong thuyền, một quyền đánh bể âm ma thiên thạch công kích. Kinh thiên đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Âm ma thiên thạch tà mị cười một tiếng, chờ ta ngày nào có thời gian, lại lấy mạng ngươi đi. Vẫn như cũ là vậy một bộ trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc rõ vẻ mặt, lời nói tới giữa, Diệp thần cánh tay trái đã là một quyền đánh vào âm ma thiên thạch trên thân hình. Không làm bất kỳ chống cự âm ma thiên thạch cửa chính cứng rắn ăn Diệp thần một quyền. Vô tận cự lực một quyền. Thân thể phanh nhiên nổ tung, hóa thành chấm hắc mang tiêu tán cùng hư không. Ha 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 ha, trên hư không, vậy thân thể lần nữa gây dựng lại, nhìn Diệp thần tiếc nuối nói, tốt thủ đoạn, đáng tiếc, ta phân thân hay yếu liền chút. Thời khắc này Diệp thần thu tay lại nữa làm vô vị công kích, hắn biết, trước mắt cái này âm ma thiên thạch, cũng không phải là bổn tôn. Nếu dám để cho phân thân tới đây chiến đấu, như vậy bổn tôn hẳn ngay tại cái hải vực này, Diệp thần thu hồi quả đấm, dựng thân tại Ngụy Chi Giao trước người, mở ra linh thức. Làm sao, vẫn còn muốn tìm ta chân thân. Người từ vực ngoại hạ xuống, muốn một lòng muốn bảo vệ Hoa Hạ,
ở Hoa Hạ mảnh đất này trên, ta nắm giữ rất nhiều quy tắc, ta không thể so với người yếu, cái cam kết đó, ta nhất định sẽ trước thực hiện. Trên hư không người trung niên liếm môi một cái, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngụy Chi Giao. Mong đợi và ngươi lần sau trò chơi. Thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán, Diệp Thần hai tròng mắt chợt mở một cái, cặp mắt bên trong ánh sáng bắn tán loạn, ngay tức thì xua tan nguyên cái hải vực trên âm phong cùng mây đen. Liền vậy tàn phá mửa bãi sấm sét đều là tiêu tán không gặp, một cái chớp mắt tới giữa, càn khôn vang vang, trời nắng chan chan. Diệp Thần bóng người nổ bắn ra, hướng phương xa vội vã đi, hắn phong tỏa âm ma thiên thạch vị trí, hôm nay không giết, liền lại cũng khó tìm hắn tung tích. Ngô bá, coi trọng Chi Giao, ta đi một lát sẽ trở lại. Ném xuống một viên đan dược Diệp Thần, hướng phương xa bay đi. Diệp tiên sinh thật là như thần xuống trần, cụ già nuốt vào đan dược, nhìn đi xa Diệp Thần hình bóng, không khỏi hí hư nói. Sau một nén nhang, vùng biển chỗ sâu, một cái sơn động trong phế tích. Diệp Thần dựng thân nơi này, nhưng là đầy mặt ngưng trọng. Lớn như vậy trên đá, có khắc một lời, trò chơi tiếp tục. Vẫn bị hắn chạy khỏi. Diệp Thần sắc mặt có chút khó khăn xem, đây là hắn từ trở về trái đất tới, lần đầu tiên ăn tất, bị người chạy đi. Tên này thực lực còn không khôi phục, cho nên không dám chính diện cùng Diệp Thần giao chiến, nhưng hắn có làm một cao nhất cường giả kiêu ngạo, tuyệt không cho phép người khác chà đạp. Đã như vậy, Diệp Thần một kế chợt để bụng đầu. Thiên hành số du thuyền trên bong thuyền, trời trong nắng ấm. Ngô gia gia, Diệp đại ca tại sao còn chưa trở lại, biết hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Chi Giao không ngừng đi, vẻ mặt nóng nảy vạn phần. Cụ già Ngô Ngôn nhẹ nhàng dặn dò, tiểu thư, quan tâm sẽ bị loạn, lấy Diệp tiên sinh thực lực mà nói, cái này trái đất bên trên bất kỳ địa phương, cũng có thể đi. Nói cách khác, dù là hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng là không thể ra sức. Cụ già Ngô Ngôn ở kiến thức Diệp Thần cùng âm ma thiên thạch đánh một trận thủ đoạn sau đó, nội tâm là hiện ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Đây chính là thần cùng người chênh lệch. Dẫu sao vậy Diệp Thần trôi lơ lửng hư không hình ảnh, dành cho Ngô Ngôn quá lớn tâm linh đánh vào. Ngụy Chi Giao nghe vậy, môi mỏng khẽ cắn, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Ngay tại hai người có suy nghĩ để gặp, Diệp Thần bóng người chớp mắt, lần nữa trở lại trên bong thuyền. Diệp đại ca, vậy, Ngụy Chi Giao mắt gặp Diệp Thần không việc gì, đầu tiên là vui mừng, chợt là hỏi âm ma thiên thạch tình huống. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu một cái này ma đầu thật là xảo quyệt, bị hắn chạy. Nghe vậy, cụ già Ngô Ngôn cũng là chân mày vặn thành chữ xuyên hình, dẫu sao âm ma thiên thạch trước khi rời đi, đối với Ngụy Chi Giao nói, hắn cũng nghe được. Hôm nay ma đầu chạy khỏi. Hắn không trốn thoát cái này vùng biển, ta khác có dự định, cái này mấy ngày, người đi theo bên người ta, nửa bước không thể cách, tên này không chỗ nào không có mặt. Diệp Thần trầm giọng nói. Đúng rồi Diệp đại ca, cái này vùng biển vùng lân cận, chính là bờ biển thành phố Hải Bắc Thị, ta có bạn ở bên này, chúng ta có thể đi tìm nàng ở tạm một đoạn thời gian, liền canh giữ ở cái này vùng biển bên. Ngụy Chi Giao chỉ nghe được để cho nàng nửa bước không rời đi theo Diệp Thần, tâm tình dĩ nhiên là đại hỷ, đối với âm ma thiên thạch mà nói, nàng căn bản không để ở trong lòng, có Diệp Thần ở đây, luôn có thể cho nàng vô tận cảm giác an toàn. Ngô bá, ta khác có là một cần ngươi làm, cái này mấy ngày, do ta canh giữ ở Chi Giao bên người, thẳng đến bắt sống âm ma thiên thạch mới ngưng. Diệp Thần dặn dò, cụ già nhẹ khẽ gật đầu, có Diệp Thần tự mình bảo vệ, so hắn bộ xương già này mạnh hơn nhiều. Cụ già Ngô Ngôn cần phải xoay người, nhưng vọng đến Diệp Thần có chút ý vị sâu xa con ngươi, hắn thay đổi ý nghĩ tựa hồ là rõ ràng liền cái gì. Diệp tiên sinh giao phó lão hủ sự việc, nhất định thân lực thân là. Nói xong, hắn hướng về phía Diệp Thần một khom người, dậm chân rời đi. Cùng lúc đó, một món màu đen gió mát phất qua thuyền mặt, cũng là rời đi. Đi thôi, Chi Giao, đi gặp ngươi một chút người bạn kia, đi gặp cái này Hải Bắc Thị. Diệp Thần trong mắt vừa chuyển, dài hô một hơi, tựa hồ là trong lòng một khối đá tạm thời rơi xuống đất. Ngụy Chi Giao chính là hỏi một chút, ngươi biết lái thuyền sao? Diệp đại ca. Diệp Thần nhếch mép một cái, tự tin nói, Ngô bá lái trở về chính là, ngươi cùng ta đi. Hắn thẳng tiến lên, kéo lại Ngụy Chi Giao tay,
hai người chậm rãi phiêu hướng hư không, ta mang ngươi, hoành độ cái này vùng biển. Đêm đó, Hải Bắc Thị bến cảng. Giang Tổng, hợp tác vui vẻ. Một người đàn ông trung niên đánh giá trước mặt cô gái trẻ tuổi, tóc dài xõa vai, dung mạo tươi đẹp lại hàn xương, mặc bó sát người quần jean, đem vậy đầy đặn cái mông đường cong phác họa, áo là một kiện lại tầm thường bất quá màu trắng bên ngoài bộ. Nhưng màu trắng bên ngoài bộ ở giữa hơi nhô ra, có thể gặp sở hữu là biết bao khủng bố. Cô gái này như hoa hồng có gai, để cho vô số người mưu toan đến gần, nhưng thân phận chân thật của nàng chính là Hải Bắc Thị đầu rồng, Giang Thị tập đoàn phó tổng. Vương Tổng khen, đã như vậy, mời chữ ký của ngài đi. Giang Lãnh Hy vẻ mặt như thường, lời nói bên trong không gặp chút nào a dua vẻ, thậm chí hơi có vẻ một chút lạnh như băng vẻ, cái này cùng băng sơn người đẹp, nhưng là ta gặp do liên. Được, không hổ là Hải Bắc Thị nổi danh băng sơn người đẹp sao. Người trung niên cười ha ha một tiếng, móc ra bút rồng bay phượng múa đứng lên, thế nhưng trong mắt dư quang, nhưng là chưa bao giờ rời đi mỹ nhân trước ngực. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Giang Lãnh Hy nhàn nhạt mở miệng, nhìn đã ký xong chữ có hiệu lực hợp đồng, nàng đứng dậy liền muốn rời đi. Giang Tổng, cả buổi tối không an toàn, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Vậy được gọi làm Vương Tổng người trung niên đĩnh bụng bia, cười lên tiếng. Giang Lãnh Hy nhìn vòng quanh bốn phía, cái này phố xá sầm uất bên trong tiếng la vẫn còn tiếp tục. Ta ký hợp đồng chọn đang nháo thành phố, chính là bởi vì... Người mới để cho ta cảm thấy nhất không an toàn. Lời vừa nói ra, vậy Vương Tổng thần sắc lộ vẻ được cực kỳ mất tự nhiên, vừa muốn mở miệng giải thích, Giang Lãnh Hy bóng người đã là đi xa không gặp, biến mất ở đường phố hẻm nhỏ cuối. Hừ, trang cao lãnh gái điếm thúi. Vậy Vương Tổng đánh mấy cái động tác tay, khác một bàn mấy tên người đàn ông xăm vội vàng đứng dậy, dán vào người trung niên bên cạnh, yên lặng nghe dì tai. Hì hì hắc, yên tâm đi lão đại, nhất định làm xong. Vậy mấy tên người đàn ông xăm, nghe xong lão đại phân phó sau đó, hướng lúc trước Giang Lãnh Hy rời đi hẻm nhỏ bước nhanh đuổi theo. Hai tay cắm vào túi đi ở hẻm nhỏ bên trong Giang Lãnh Hy, điện thoại di động thanh âm đột nhiên vang lên, nàng nhìn một cái điện tới biểu hiện có chút bất ngờ, nói, Âu. Ngươi tới Hải Bắc Thị, tại sao còn bến đò, ta đi đón ngươi. Le que mấy tiếng nói, cúp điện thoại di động Giang Lãnh Hy liền muốn quay trở lại. Đối diện nhưng là đụng phải năm vị người đàn ông vạm vỡ. Ua, muội muội đây là lạc đường. Cầm đầu đại hán sắc meo meo đánh giá Giang Lãnh Hy, sau lưng một tên tiểu đệ nhẹ giọng nói, đại ca, chính là cái này nàng mà. Đại hán kia chân mày cau lại, nụ cười hơn nữa tùy ý. Muội muội, cùng ta. Đại hán kia một câu nói chưa tới kịp lối ra, Giang Lãnh Hy bóng người đã là bước nhanh về phía trước. Một tay nắm đại hán cầm đầu vậy chỉ chõ chõ ngón trỏ phải, nhẹ nhàng về phía sau một tách. À, bên trong hẻm nhỏ truyền tới mãnh nam rơi lệ thanh âm. Một lát sau, nhìn ngổn ngang nằm ở kêu rên không chỉ năm người, Giang Lãnh Hy cầm ra màu trắng khăn lụa xoa xoa tay, sau đó giơ tay lên nhìn xem đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Bạn nàng còn đang chờ người tiếp. Mấy phút sau đó... Một nơi khách sạn phòng tổng thống. Một cái thịt béo chất đống nam tử đang ăn mặc áo choàng tắm thần sắc nặng nề. Cái gì? Vương Tổng khiếp sợ nghe người thủ hạ báo cáo, mặt đầy không tưởng tượng nổi, phế vật, năm cái người, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bắt được. Người trung niên tức giận, một mặt thần sắc tức giận, quần cũng cởi, người cùng ta nói người không mang đến. Lão đại, cô nương kia, có bản lĩnh, các huynh đệ đem hết cả người thủ đoạn. Cũng không đối phó được, bất quá, đối phương lực lượng không mạnh, lại còn hai người, là có thể bắt lại nàng. Vậy cầm đầu sưng mặt sưng mũi đại hán, ủy khuất nói. Vương Tổng sắc mặt âm tình bất định, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Giang Lãnh Hy lại vẫn là một cái người có luyện võ. Cùng lúc đó, bờ biển. Chi Giao, người bằng hữu này, lúc nào tới? Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, đứng ở bên bờ biển trên, thu hồi ngưng nhìn phương xa hải vực ánh mắt. Quay đầu nhìn Ngụy Chi Giao, nhẹ giọng hỏi nói. Ngụy Chi Giao cũng là cười một tiếng, nàng nhưng mà cái người bận rộn, nói không chừng bởi vì sao sự việc cho làm trễ nãi, hẳn lập tức tới ngay. Cũng đã là tối khuya, sợ ngươi lạnh, buổi tối gió biển, có thể không phải dựng lên. Diệp Thần đem mình bên ngoài bộ ném cho Ngụy Chi Giao. Ông, đang chuẩn bị nói gì Ngụy Chi Giao, nghe được động cơ nổ ầm thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Sáng lên sâu màu đen Mercedes-Benz G-Class từ phương xa lái tới, đèn xe chớp mắt. Nhắc Tào Tháo đến. Ngụy Chi Giao hướng về phía Diệp Thần cười ngọt ngào một tiếng, quay đầu hướng về phía phương xa xe Mercedes vẫy vẫy tay. Diệp Thần nhìn vậy từ xa đến gần xe cộ, cũng là đứng dậy chậm rãi đi tới. Chi Giao, nghe nói người gần đây nhưng mà qua không tệ à. Cửa xe tiếng vang, một cái tóc dài xõa vai, gương mặt đẹp lạnh lùng cô gái trẻ tuổi mà chiếu vào Diệp Thần mi mắt. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, đây là Mercedes-Benz G-Class chủ xe. Dĩ nhiên cô gái này mà nhất dẫn Diệp Thần chú ý, là nàng vậy sau giữa eo màu trắng bên ngoài mặc lên dấu chân. Xem tình huống, rõ ràng cho thấy trước khi tới xảy ra mâu thuẫn. Con bé này, trước khi tới còn đánh nhau. Suy nghĩ lật bay để gặp, Ngụy Chi Giao một cái tiến lên ôm cô gái eo, làm bộ liền muốn ôm chầm, nhưng là bị cô gái nhẹ nhàng đẩy ra. Ngụy Chi Giao cũng không để bụng, dẫu sao là bằng hữu nhiều năm. Hơn nữa Giang Lãnh Hy vốn chính là như vậy trong nóng ngoài lạnh tính cách. Diệp đại ca, đây là ta bạn thân nhất Giang Lãnh Hy, Hải Bắc Thị Giang thành phố tập đoàn người đẹp tổng giám đốc Âu. Ngụy Chi Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo Giang Lãnh Hy hướng về phía Diệp Thần giới thiệu. Lãnh Hy, đây là Diệp Thần đại ca, hắn có thể lợi hại, cứu ta nhiều lần đây. Ngụy Chi Giao kéo Giang Lãnh Hy trò chuyện đông trò chuyện tây, nhưng là ba câu không rời Diệp Thần. Đây cũng là dẫn được Giang Lãnh Hy có chút liếc mắt, cái này Diệp Thần rốt cuộc thân phận gì, có thể làm Ngụy Chi Giao như vậy để bụng. Nàng theo bản năng hướng Diệp Thần nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thần ánh mắt cũng ở đây nhìn lại nàng. Bốn mắt giao hội, Giang Lãnh Hy ngược lại là trong lòng khịt mũi coi thường, lúc đầu cũng là một sắc côn đồ. Cô gái này mà, ngược lại có chút ý. Diệp Thần con người đông lại một cái, phát hiện cái gì, thầm nghĩ. Nói lâu như vậy. Chúng ta mau trở lại nhà ngươi đi Lãnh Hy, tối nay còn không chỗ ở đâu. Ngụy Chi Giao cùng mình tốt bạn gái thân đó là một chút cũng không khách khí, vội vàng thúc giục. Được, Giang Lãnh Hy không nhiều nói, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một chữ, liếc Diệp Thần một mắt, tự mình lên xe. Diệp đại ca, ngươi chớ để ý à, Lãnh Hy nàng từ nhỏ chính là cái loại này tính cách, người thật ra thì còn rất nóng lòng dạ. Ngụy Chi Giao giải thích. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy không có nhiều lời, đi theo Ngụy Chi Giao cùng lên xe. Rất nhanh, ba người tới một tràng biệt thự sang trọng khu, Diệp Thần bị an trí đến một căn phòng khách, sau đó Ngụy Chi Giao liền kéo mình tỉ muội một khối nói tim đi. Một đêm yên lặng, Diệp Thần nằm ở trên giường, trong lòng còn ở hướng nhằm vào âm ma thiên thạch sách lược. Âm ma thiên thạch kết quả đến từ nơi nào? Tại sao phải lựa chọn Hoa Hạ ra tay? Hắn và Đế Thích Thiên vậy đạo phân thân lại có liên quan gì? Hắn tổn thương lại là làm sao tạo thành. Bữa nay sáng sớm, lau một cái tờ mở sáng ánh sáng xé ra yên lặng mặt đất. Một đêm chưa chợp mắt Diệp Thần kéo màn cửa sổ ra, lầu hai bệ cửa sổ nhìn ra xa đi, một đạo thân ảnh đang vườn hoa bên trong tập thể dục sáng sớm. Từng chiêu từng thức, rất có cổ võ nhất tộc phong độ. Mấy bộ động tác xuống, thiếu nữ bắt đầu ngồi xếp bằng, ngưng thần dưỡng khí. Diệp Thần thần thức tìm tòi. Cảm thụ thiên địa trên luật động, hắn chợt mở mắt ra. Đây là, nhìn thiếu nữ động tác cùng với phương pháp thổ nạp, Diệp Thần có chút hồ nghi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là gặp mặc đồ ngủ ngẫu nhiên đi phòng vệ sinh Ngụy Chi Giao. Diệp đại ca, ngươi sớm như vậy, Ngụy Chi Giao xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ con ngươi, hỏi. Chi Giao, ngươi người bạn kia, còn sẽ phương pháp tu luyện. Diệp Thần hỏi. Giang Lãnh Hy phương pháp tu luyện rõ ràng có sai lầm, hơn nữa còn là một cái tân thủ, nếu như chiếu tình cảnh này luyện tiếp, nhất định xảy ra việc lớn. Nàng chính là một phổ thông thương nhân à, kia biết cái gì tu tập phương pháp. Ngụy Chi Giao cũng là mặt đầy mờ mịt, đối với tu tập thuật pháp, nàng nhiều ít vẫn biết một chút, dẫu sao bên người Ngô Môn vậy một mực đang dạy nàng. Cô gái phải học đơn giản một chút thuật phòng thân, nhưng mà Ngụy Chi Giao chưa bao giờ để ở trong lòng. Dẫu sao cổ võ giới Ngô gia trưởng lão một mực cùng kèm bên cạnh, vậy không cần nàng tự mình ra tay, cụ già vậy liền tùy nàng tính tình. Tất lại còn có Diệp Thần đưa tặng mặt dây chuyền phòng thân, vậy tà ma, nhưng mà gần không được nàng thân. Ta biết, ngươi ngủ một hồi mà đi, hiện tại còn sớm, ta đi dạo một chút. Diệp Thần nói xong, liền xoay người rời đi. Ngụy Chi Giao cũng không có nói nhiều, dẫu sao thời khắc này nàng còn có buồn ngủ bằng thân. Hơn nữa Diệp Thần phải làm sự việc,
nàng cũng không giúp được. Trong vườn hoa, Giang Lãnh Hy như cũ ở ngồi xếp bằng. Diệp Thần bóng người cách mấy mét xa, lẳng lặng nhìn nàng, cũng không có lên tiếng quấy rầy, dẫu sao tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là chút này. Tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mấy cái chu ngày trôi qua, Giang Lãnh Hy mở mắt ra, một hồi ho khan. Hụ hụ, ngươi hiểu được tâm pháp, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Lãnh Hy không nói, ngược lại thì cảnh giác nhìn Diệp Thần. Cổ võ giới tu tập phương pháp, cũng không thích hợp người thế tục, tùy ý tu luyện, sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa, ngươi tâm pháp, loang lổ tạp, hẳn. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, muốn chỉ điểm một tí thiếu nữ, như vậy để mặc cho bỏ mặc, sớm muộn xảy ra việc lớn. Ta nghe Chi Giao nói một ít chuyện ngươi, đừng lấy là làm mấy năm binh, thì có tư cách đối với ta cua tay múa chân, phải biết, thiên ngoại hữu thiên. Giang Lãnh Hy đứng dậy, nhìn thẳng Diệp Thần. Cổ võ giới tâm pháp, cũng có rất nhiều tai hại, ngươi thử nghiệm đem hơi thở hội tụ đan điền, lấy đan điền vận khí, ân cần săn sóc chu thiên. Như vậy người thương thế cũng sẽ có chuyển biến tốt, Diệp Thần hảo tâm nhắc nhở. Giang Lãnh Hy nghe vậy, xoay người rời đi, không có bất kỳ đáp lại. Tên giang hồ lừa bịp, còn dùng ngươi tới hướng dẫn ta như thế nào tu hành. Đây là Giang Lãnh Hy đối với Diệp Thần thứ nhất trực quan ấn tượng. Nàng một mực cảm thấy được, Ngụy Chi Giao cũng là bị người này lừa gạt. Trở lại trong phòng Giang Lãnh Hy, phản ngược lại có chút mê mang, hướng về phía tấm gương nhìn một mắt bụng máu ứ động. Đây chính là tối hôm qua không làm tim bị đại hán kia gây thương tích. Kỳ quái, ta đã dựa theo tâm pháp vận chuyển hơi thở mấy cái đại chu trời, vì sao thương thế ngược lại thì cảm giác nghiêm trọng hơn. Giang Lãnh Hy có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, cao nhân chỉ điểm không thể nào sai mới là. Thử một chút tên kia nói. Đầu óc bên trong bỗng nhiên hồi tưởng lại Diệp Thần lão kia thần nơi nơi lời nói, mặc dù mình không nhận là hợp lý, nhưng thử một lần, tóm lại là vô hại. Làm sao sẽ? Một lát sau, trước gương Giang Lãnh Hy kinh hô thành tiếng. Ồ, thật là có hiệu quả. Giang Lãnh Hy nhìn trước gương vậy đã so với trước tốt lắm rất nhiều máu ứ động, không khỏi có chút kinh ngạc, cái này Diệp Thần rốt cuộc là người nào? Dù sao nhất định là bất nhập lưu người thôi, làm qua mấy năm binh mà thôi, chân chính cổ võ tu luyện, hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, làm sao có thể sẽ nắm giữ? Giang Lãnh Hy vọt vào tắm. Mặc tốt lắm quần áo, trở về đô thị nữ cường nhân lão luyện một mặt, 8 giờ thời điểm, Diệp Thần cùng Ngụy Chi Giao đã ở đại sảnh dùng bữa ăn sáng, Giang Lãnh Hy cũng giống như vậy. Diệp đại ca, người tập võ cần luyện tập từ nhỏ sao? Bữa ăn sáng thời gian, mọi người cũng không có việc gì tán gẫu, Ngụy Chi Giao hỏi. Thật ra thì nàng hỏi cái vấn đề này, hoàn toàn là bởi vì hôm qua thiên hành số trên, Diệp Thần cùng âm ma thiên thạch đánh một trận, quá mức kinh thế hãi tục. Đã siêu thoát thường nhân hiểu, bất luận trai gái, ai cũng mơ ước có thể trở thành một tên cao thủ võ lâm. Ách, Diệp Thần chẳng biết tại sao Ngụy Chi Giao đột nhiên sẽ hỏi đến loại vấn đề này, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình giải đáp, tập võ đâu, chú trọng thiên phú cùng hậu thiên cố gắng, nhưng trọng yếu hơn chính là kiên trì, từ nhỏ tu tập chỉ là cho mình thân thể đánh tốt cơ sở thôi, vậy có rất nhiều người là thành công muộn. Cho nên à, luyện tập từ nhỏ, thuyết pháp này vậy không phải là tuyệt đối. Diệp Thần khẽ cười giải thích. Như vậy à, ta nguyên vốn cho là Ngô Gia Gia đã là rất lợi hại, nhưng hiện tại mới phát hiện, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngụy Chi Giao nhìn về Diệp Thần con mắt bên trong, đều là tràn đầy sùng bái ý. Giang Lãnh Hy cúi đầu ăn bữa ăn sáng, không nói. Ngô bá thực lực ở trái đất bên trên mà nói, có thể nói siêu cấp cường giả. Diệp Thần cũng là không tiếc ca ngợi lên. Hắn là nói thật. Ngô Ngôn đúng là có vốn ngạo thị rất nhiều cổ võ giả, từ hôm qua một cái dậm chân kia bình định hải sóng mà nói, lại thêm lắng đọng, sớm muộn có một ngày có thể linh lực hóa nói, đột phá những ràng buộc. Liền liền ám điện trước mắt lợi hại nhất Lục Lăng Phong mà nói, so với Ngô Ngôn, cũng là kém một chút. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là trẻ tuổi, nếu thời gian dài, khẳng định cũng có thể vượt qua. Người nói không muốn, người nghe ngược lại là có lòng. Siêu cấp cường giả, gặp qua nhiều ít cường giả liền dám ngông xuống biển miệng. Giang Lãnh Hy nghe được Diệp Thần như vậy lời bình đương kim trái đất võ đạo, nhướng mày một cái, khá là không vui. Một bên Ngụy Chi Giao thấy vậy, liếc mắt nhìn mình bạn gái thân,
nhẹ giọng nói, Lãnh Hy, người cũng rõ ràng võ đạo. Giang Lãnh Hy nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười khổ, ta cũng không xem một ít người, dám vọng tự chắc chắn Hoa Hạ võ đạo, bất quá là theo dõi liền một món con đường thôi, xa còn lâu mới xưng được biết rõ. Dứt lời, nàng giơ tay phải lên trong ly sữa bỏ uống một hơi cạn sạch, dư quang còn không quên liếc mắt một cái Diệp Thần, càng không dám nói bừa trái đất võ đạo. Người không gặp qua, Lãnh Hy, Diệp đại ca cùng Ngô gia gia đều là rất lợi hại đâu. Ngụy Chi Giao mắt sáng chớp mắt, đầu óc bên trong tự đi tăng kiến thức ra hai người lúc chiến đấu tình cảnh. Giang Lãnh Hy ngược lại là nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Thần, cái này nhìn đến xem đi, vậy không việc gì cùng người khác bất đồng địa phương à. Thậm chí liền hơi thở, đều là duy trì ở người bình thường giai đoạn, liền võ đạo cường giả nên có hơi thở ở trên người hắn đều là chưa từng tránh hơn phân nửa. Diệp Thần đầu tiên bị hắn loại bỏ. Ngô gia gia, là đi theo bên người ngươi lão gia tử kia. Giang Lãnh Hy mở miệng hỏi nói, đối với cái cụ già này ngược lại là có mấy phần ấn tượng, năm xưa thời điểm gặp qua một lần, hiện tại tỉ mỉ muốn đến, nhưng là dung mạo đều không từng nhớ lại. Đúng, hắn có thể lợi hại, người bình thường tới nhiều ít đều không phải là hắn đối thủ, hi hi, dĩ nhiên, Diệp đại ca ngoại trừ. Ngụy Chi Giao bên ăn điểm tâm bên khoa tay múa chân, nhưng vẫn không đổi được bệnh cũ, ba câu không rời Diệp Thần. Người nha, đó là không gặp qua Hoa Hạ chân chính võ đạo cửa thống. Giang Lãnh Hy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, con bé này vẫn là quá đơn thuần, không gặp qua cảnh đời gì, mới sẽ cảm thấy một cái làm lính tiểu tử chưa ráo máu đầu và một cái lão gia lợi hại. Cố nhiên như vậy, ở nàng chưa từng gặp cổ võ giới trước, nàng cũng cảm thấy được những cái kia vật lộn tán đả hạng nhất đã là chiến lực trần nhà. Cho tới sau này trong vô tình tiếp xúc cổ võ giới. Giang Lãnh Hy nhìn Ngụy Chi Giao, giống như thấy được đã từng là mình vậy, khi đó còn trẻ hồ đồ. Người nha, vẫn là không có gặp qua cảnh đời, vừa vặn tối nay có cái hoạt động, cũng là người vận khí tốt, đuổi kịp, ta mang ngươi đi khai mở nhãn giới. Giang Lãnh Hy cầm lên trước bàn khăn giấy, nhẹ nhàng lau môi mình, rồi mới hướng Ngụy Chi Giao nói. Diệp Thần nghe vậy, vẫn như cũ là ăn trong tay nửa khối thổ ti, không có bất luận phản ứng gì. Hừ, vào lúc này Trang không nghe được. Giang Lãnh Hy dư quang liếc mắt một cái tỉnh bơ ăn điểm tâm Diệp Thần, trong lòng mặc niệm một tiếng, giả thần giả quỷ. À, có thể gặp được so Ngô gia gia còn cao thủ lợi hại sao? Ngụy Chi Giao tròng mắt sáng lên, hỏi. Ở nàng nhận biết bên trong, cũng chỉ sẽ tồn tại so Ngô Ngôn hơi lợi hại hơn cao thủ, còn như so Diệp Thần còn mạnh hơn. Nàng suy nghĩ một chút bay lên trời chui xuống đất không gì không thể Diệp Thần, vẫn là được rồi. So Diệp đại ca mạnh người, căn bản không tồn tại. Đương nhiên là thật, tới Hải Bắc Thị, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một tí, chân chính Hoa Hạ võ đạo đỉnh cấp. Giang Lãnh Hy tự tin đáp, đối với một điểm này, nàng rất tin không nghi ngờ. Dẫu sao ban đầu vì tiếp xúc tới cái vòng này, còn xài không ít tiền và tài nguyên. Âu, còn có việc như vậy động. Diệp Thần nghe được Giang Lãnh Hy chụp được ngực bảo đảm, vậy đã tới hứng thú, muốn nhìn một chút. Dẫu sao hắn cũng muốn rõ ràng một tí, đương kim Hoa Hạ dân gian, phải chăng thật sự có cao nhân tồn tại. Ngươi liền không cần suy nghĩ, vậy cùng nơi, không phải người bình thường có thể đặt chân. Giang Lãnh Hy nhàn nhạt đáp lại nói, không chút lưu tình cắt đứt Diệp Thần ảo tưởng. Diệp Thần đụng một lỗ mũi xám, ngược lại thì dửng dưng một tiếng, vậy các ngươi đi đi, ta ngày hôm nay vừa vặn còn có chút cái khác an bài. Làm trò đùa, âm ma thiên thạch rơi xuống như cũ không rõ. Lúc này, Diệp Thần làm sao có thể rời đi Ngụy Chi Giao nửa bước. Nói như vậy, bất quá là cho Giang Lãnh Hy một cái mặt mũi thôi, mình âm thầm đi theo mới có thể. Hắn còn không tin cái này thế gian có chỗ nào có thể ngăn được mình. Giang Lãnh Hy người này, mặc dù lạnh như băng, nhưng tấm lòng vẫn là hiền lành, một điểm này Diệp Thần có thể cảm giác được. Còn như con bé này vì sao như vậy sùng bái cổ võ giới nhất phái, một điểm này làm Diệp Thần cũng là không rõ ràng. Tốt lắm, chờ ta buổi tối tan việc, ta tự mình mang ngươi đi, cảm thụ một tí chân chính Hoa Hạ võ đạo mị lực. Giang Lãnh Hy chỉ có đối mặt Ngụy Chi Giao lúc đó, mới có từng tia nụ cười đọng trên mặt. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Giang Lãnh Hy đi tập đoàn đi làm, lưu lại Ngụy Chi Giao cùng Diệp Thần ở trong biệt thự không có chuyện làm. Chi Giao, ta có cái kế hoạch. Diệp Thần tìm được Ngụy Chi Giao, nói ngay vào điểm chính. Kế hoạch, Ngụy Chi Giao có chút nghi ngờ,
là liên quan tới tên kia. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, không sai, lần này cần trước thời hạn cùng ngươi điện thoại cho mà, chuyện là như vậy. Ngụy Chi Giao sau khi nghe xong, gật đầu liên tục, thở dài nói, không hổ là Diệp Thần đại ca, cứ như vậy, âm ma thiên thạch bảo không cho phép thật trong buổi họp câu. Diệp Thần khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, từ tiếp xúc ngắn ngủi tới xem, lấy Diệp Thần đối với âm ma thiên thạch biết rõ. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngụy Chi Giao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 315.